Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 115. Đối với ảo cảnh, Tiểu Hoàng không có chút nào tác dụng, muốn giải trừ ảo cảnh nói, chỉ có tìm được trận miệng. Hắn mặc dù không có công kích xương trắng, nhưng là một mực tìm tâm trận. Nhưng mà, Diệp Thần phát hiện căn bản không có tâm trận, cái này làm cho hắn có chút mơ hồ. Cái này làm cho hắn có một loại không thể nào ra tay cảm giác. Ở hỗn độn tinh thụ nơi đó, gặp tình huống và Diệp Thần giống nhau như đúc. Hắn vậy một mực ở tìm tâm trận, chỉ bất quá không tìm được. Ở trong ảo cảnh mặt, Diệp Thần mặt đầy nhức đầu, xương trắng một mực đang công kích hắn. Hắn căn bản không muốn ra tay, chỉ bất quá ảo cảnh mà thôi, căn bản không có cần thiết, mỗi một lần cũng tránh khỏi. Thời gian càng ngày càng lâu, Diệp Thần trong nội tâm bắt đầu dần dần đổi được phiền não. Hắn cũng không biết tại sao sẽ xuất hiện loại cảm giác này, trong nội tâm có một cổ lửa giận vô danh. Muốn giết, giết hết tất cả, cầm thế gian vạn vật hủy diệt. Một cặp tròng mắt dần dần trở nên có chút đỏ tươi, đã có một ít nhập ma trạng thái. Từ hắn có ma khí sau này, nhập ma có thể khống chế. Hiện tại mơ hồ bây giờ đã không thể khống chế. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm lấy ra, bắt đầu công kích xương trắng. Những thứ này xương trắng thực lực tầng thứ không đủ, căn bản không phải hắn đối thủ. Mỗi một lần ra tay cũng có thể mang đi mảng lớn xương trắng, hắn điên cuồng giết hại. Trong ảo cảnh xương trắng càng ngày càng thiếu, bất chi bất giác xương trắng đã toàn bộ nằm xuống. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, còn đang không ngừng cua múa, tựa như bị điên vậy. Ở trong cơ thể hắn, một món Phật quang nhô ra, tràn vào đến hắn trong đầu. Phật quang chế trụ sắp nhập ma Diệp Thần, hắn một cặp tròng mắt dần dần tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi hắn, đã mất đi thần trí, từ tiến vào trong ảo cảnh trong nháy mắt, hắn liền một mực tìm tâm trận. Hiện tại mới phát hiện, không khí bên trong tràn ngập một cổ giết hại hơi thở. Để cho người không nhịn được nghĩ muốn giết lục, dần dần mất đi thần trí. Diệp Thần nhìn ngã xuống xương trắng, đột nhiên bây giờ phát hiện mình vẫn còn ở phía trên bậc thang. Nhìn tự thân thương thế, trong nháy mắt có chút nghĩ mà sợ. Từ bước vào nấc thang trong nháy mắt, cũng đã tiến vào một cái âm mưu. Giết hại xương trắng là có thể lao ra ảo cảnh, bất quá khi đó đã phong ma. Chỉ sẽ ở trong cung điện mặt không ngừng oán hận không khí, sau đó tử vong. Diệp Thần nhìn một cái hỗn độn tinh thụ, phát hiện hắn còn chưa có tỉnh lại. Hắn chỉ có thể trong lòng cầu nguyện hỗn độn tinh thụ có thể lao ra. Sau đó đứng ở phía trên bậc thang yên tĩnh chờ đợi. Mấy phút sau, hỗn độn tinh thụ từ ảo cảnh trong đó tỉnh lại, mặt đầy nghĩ mà sợ. Ở trong ảo cảnh mặt, hắn chỉ thiếu chút nữa sẽ bị lạc, biến thành một cái chỉ sẽ giết hại phong ma. Hai người tiếp tục bước lên nấc thang, không có gặp phải ảo cảnh, đi tới tầng thứ hai trong cung điện mặt. Toàn bộ cung điện tổng cộng ủng có 5 tầng, ở phía trên nhất, chắc là có tử vong phép tắc truyền thừa. Tầng thứ hai cung điện một phiến đen nhánh, không thấy được bất kỳ ánh sáng gì, tựa như đưa thân vào trong bóng tối. Trải qua tầng thứ nhất cung điện sự việc, hai người không dám khinh thường, bắt đầu đi. Rắc rắc, bước ra một bước, truyền tới xương bể tan tành thanh âm. Ông, ông, toàn bộ cung điện truyền tới mãnh liệt tiếng vang, hắc ám bên trong, xuất hiện một cái màu máu đỏ trong mắt. Làm thứ nhất chỉ xuất hiện thời điểm. Trong mắt càng ngày càng nhiều, một đôi màu máu đỏ trong mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Màu máu ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, giờ khắc này bọn họ thấy, toàn bộ đại điện chỉ có một đôi cặp mắt đang ngó chừng bọn họ. Đây là cái gì đồ chơi? Hỗn độn tinh thụ không nhịn được mở miệng nói một câu. Chỉ có trong mắt sừng sững ở trong hư không, hơn nữa bọn họ hai người không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào hơi thở. Diệp Thần lắc đầu một cái. Cũng không có gặp phải qua, vốn là vừa mới bắt đầu cho là yêu thú gì, ai biết chỉ có mắt. Cầm ra thú hủ kiếm thận trọng chạm một chút, trong mắt một hơi một tí, cũng không có công kích ý kiến. Hỗn độn tinh thụ thấy một màn này, vậy không có quá nhiều nỗi lo về sau, đi tại đại điện bên trong. Những thứ này trong mắt tựa như trưng bày vậy, không có tác dụng, Diệp Thần biết chắc không có như thế đơn giản. Bọn họ cẩn thận xem xét nửa ngày. Còn công kích trong mắt, chứ có chút cứng rắn trở ra một hơi một tí. Diệp Thần, ta giành trước lên nấc thang,
người ở một bên là ta hộ pháp. Hỗn độn tinh thụ quyết định đi trước dò xét một chút, xem tình huống gì, đi tới bậc thang bên cạnh, trong tay Phật Trần bọc lại toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt. Điều khiển Phật Trần, đứng ở trên bậc thang mặt. Làm hắn đứng trong nháy mắt, Diệp Thần phát hiện những thứ này trong hư không máu đỏ trong mắt, tản mát ra tia sáng yêu dị. Nhưng ánh sáng này dần dần hướng hỗn độn tinh thụ công kích đi, Chu Thiên Thần ma thương, vào giờ khắc này nâng lên, sau đó một thương mà rơi. Làm Chu Thiên Thần ma thương và ánh sáng tiếp xúc trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Bay xuống ở hỗn độn tinh thụ Phật Trần thượng mặt. Diệp Thần mình không biết, nhưng ánh sáng này là cái gì, bắt hỗn độn tinh thụ, cầm hắn từ trên bậc thang mặt ném xuống tới. Hỗn độn tinh thụ Phật Trần mở ra, hắn ánh mắt đỏ như máu, mơ hồ bây giờ có một ít đổi được cuồng bạo. Hô! Hắn thật sâu thở ra một hơi, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, thật may người mới vừa rồi cầm ta ném xuống tới, nếu không bây giờ ta đã mất đi thần trí. Chỉ cần ngươi không bước lên nấc thang, trong hư không màu đỏ như máu trong mắt, sẽ không có bất kỳ động tác. Một khi ngươi bước lên bậc thang nói, trong mắt liền sẽ tản mát ra tia sáng yêu dị, điên cuồng ảnh hưởng thần trí. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, mới vừa rồi tia sáng yêu dị, chỉ bất quá một món tiến vào hỗn độn tinh thụ trong thân thể, cũng đã sắp đổi được cuồng bạo. Nếu như bọn họ hai người cùng nhau bước vào bậc thang nói, đến lúc đó màu máu đỏ trong mắt thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Chính hắn có Phật quang, có thể ngăn cản hay không ở còn không biết, hỗn độn tinh thụ mà nói, hóa thành hình người, lại không có trưởng thành, sợ rằng dị thường khó khăn. Trừ phi đạo bảo thần Ngọc Liên có thể từ hắn trong đầu đi ra, dựa vào lóe lên Phật quang, hai người bình yên vô sự đi vào. Đáng tiếc đạo bảo thần Ngọc Liên giống như tổ tông như nhau, một hơi một tí. Diệp Thần, chân thực không được chính ngươi đi lên, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hỗn độn tinh thụ cảm giác mình cưỡng ép đi lên nói, sẽ bị giết hại hoàn toàn bị lạc cặp mắt. Liên quan tới tử vong quy luật, hắn cũng không có gì hứng thú. Hỗn độn tinh thụ cầm ra ba mở ra bùa chú, đặt ở Diệp Thần trên tay, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng nhất định. Diệp Thần cũng không có kiểu cách, cầm bùa chú thả trên người, quyết định một người bước lên tầng thứ ba. Hắn nhấc chân bước lên trên bậc thang mặt, màu máu đỏ trong mắt ngay tức thì tản mát ra tia sáng yêu dị. Công kích không có hiệu quả, hỗn độn tinh thụ chỉ có thể ở một bên nhìn. Ở ánh sáng tiến vào Diệp Thần thân thể một khắc kia, Phật quang không ngừng tràn ra. Hai người bây giờ đụng vào nhau, Diệp Thần thấy vấn đề không lớn, tiếp tục về phía trước đi. Hắn tiếp tục bước vào, tia sáng yêu dị càng ngày càng nhiều, điên cuồng hướng Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần ánh mắt dần dần có một chút biến hóa, ở hắn trong đầu, đạo bảo thần Ngọc Liên tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Diệp Thần từng bước một đạp lên, bởi vì Phật quang và đạo bảo thần Ngọc Liên nguyên nhân, bình yên vô sự. Rất nhanh liền tiến vào tầng thứ ba cung điện, đi tới bên trong phát hiện từng cái cánh tay, hiện đầy toàn bộ gian phòng. Mỗi một cánh tay cũng tản ra tử vong phép tắc hơi thở. Những thứ này cánh tay mọc lên ở cung điện phía trên, tùy ý múa, Diệp Thần thấy một màn trước mắt, có chút cổ quái. Những thứ này cánh tay rốt cuộc làm sao mọc lên ở trong cung điện mặt. Có thể tưởng tượng một chút, nhiều như vậy cánh tay, rậm rạp chẳng chịt mọc lên ở cung điện phía trên. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình nội tâm bình tĩnh lại. Trong tay thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần ma thương cầm trong tay, một kiếm một thương cua múa ra, công kích ở nơi này chút trên cánh tay mặt. Đâm! Kiếm quang xông tới, rơi trên cánh tay mặt, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại những thứ này cánh tay, giống như phong ma như nhau, hướng Diệp Thần xông lại. Cánh tay xông lại, Diệp Thần trên người bất hủ thần thể, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Diệp Thần một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn cả người bóng người lui về phía sau. Lui về phía sau thời điểm, những thứ này cánh tay giang hai tay chỉ, bắt Diệp Thần cổ áo. Ở bị bắt thời điểm, Diệp Thần phát hiện tử vong phép tắc hơi thở bắt đầu dần dần tiến vào hắn trong thân thể. Diệp Thần cũng không có ngăn cản, ngược lại mặc cho tử vong quy luật ở trong cơ thể hắn lưu động. Lần này tiến vào trong cung điện mặt, vốn là suy nghĩ cảm ngộ tử vong quy luật. Tốt như vậy một lần cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua?
Tử vong phép tắc hơi thở, không ngừng ăn mòn hắn cả người thân thể. Diệp Thần một cặp tròng mắt nhắm lại, hắn phải ở chỗ này cảm ngộ tử vong quy luật. Cánh tay cứng rắn như thiết, hắn thủ đoạn công kích căn bản không có dùng, muốn tiếp tục tiến vào tầng thứ tư, sợ rằng cần cảm ngộ một chút tử vong phép tắc ý vị. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn bên trong tản ra một món tử vong phép tắc hơi thở, những thứ này vốn là quấn quanh ở trên thân thể hắn mặt cánh tay, từng cái rời đi. Diệp Thần trên mình có một chút tử vong phép tắc ý vị, những thứ này cánh tay lầm lấy là hắn đổi được giống nhau như đúc, chủ động tản ra. Ở tầng thứ ba trong cung điện mặt, thông suốt không trở ngại, bước lên nấc thang đi tới tầng thứ tư. Vừa tiến vào tầng thứ tư bên trong, ùn ùn kéo đến tử vong quy luật tràn lên. Ở tầng thứ tư không có bất kỳ vật gì, chỉ có chết quy luật. Diệp Thần mới vừa bước ra hai bước, phát hiện đã không thể hành động, muốn lại tiếp tục xâm nhập nói, còn cần cảm ngộ càng nhiều hơn tử vong quy luật. Dừng bước lại, xếp chân ngồi trên mặt đất, cảm ngộ tử vong quy luật. Mỗi một lần Diệp Thần đứng lên, đi hai bước, cũng sẽ dừng lại, chỉ như vậy một điểm một giọt cảm ngộ tử vong quy luật. Ở hắn trên thân thể mặt, quấn vòng quanh tử vong phép tắc hơi thở, không ngừng bắt đầu trở nên có chút đậm đà. Diệp Thần mở mắt ra nhìn một cái, phát hiện khoảng cách nấc thang chỉ còn lại một bước xa. Hắn bước vào tầng thứ 5, phát hiện ở ngay chính giữa có một cổ thi thể. Trên thi thể mặt tản mát ra tử vong phép tắc hơi thở, Diệp Thần căn bản không có biện pháp so. Đây chính là cung điện chủ nhân, vậy là cả tử vong dãy núi hình thành nguyên nhân. Khó có thể tưởng tượng ước chừng dựa vào một người lực lượng, là có thể bao phủ toàn bộ dãy núi. Ở khi còn sống rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn đi tới thi thể trước mặt, phát hiện trên mặt đất viết chữ nhỏ. Muốn lấy được truyền thừa, muốn trước đốt diệt. Diệp Thần thấy chữ nhỏ, cười khổ một tiếng, đốt diệt tự nói dễ dàng, làm khó. Nếu như không phải là bởi vì cảm ngộ một chút tử vong quy luật, hắn thấy chỉ sẽ cười một tiếng, căn bản không sẽ tự sát. Tử vong quy luật, nếu như mình không lãnh hội được tử vong, như thế nào có thể đủ tu luyện tới sâu nhất nghĩa sâu xa? Diệp Thần đóng chặt tròng mắt, vô tận sát ý chiếm đoạt mình. Huyền diễm bùng nổ, cháy toàn thân. Hắn cũng đang đánh cuộc, có thể hay không cảm ngộ tử vong phép tắc tinh túy. Máu tươi theo hắn thân thể chảy xuống, Diệp Thần nằm trên mặt đất, mặc cho máu loãng phun ra. Từ từ, Diệp Thần phát hiện mình hơi thở càng ngày càng yếu ớt, chỉ còn lại từng tia khí lực. Mặt hắn gò má đã không có bất kỳ màu máu, nhắm mắt lại, tự thân mang đến hơi thở tử vong càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thần tiến vào một cái quên mình trạng thái, hắn quên mình thân thể còn đang chảy máu. Chỉ như vậy một điểm một giọt cảm ngộ tử vong quy luật. Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, ở Diệp Thần bên cạnh thi thể, ánh mắt tản mát ra ánh sáng màu đen. Trong mắt hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong thân thể bồng bềnh ra một món linh hồn. Hắn nhìn Diệp Thần dần dần hơi thở yếu ớt, bên trong đôi mắt tản mát ra tia sáng yêu dị. Lĩnh ngộ tử vong phép tắc tinh túy, đúng là cần tự thân cảm nhận được hơi thở tử vong. Những lời này hắn cũng không có lừa gạt Diệp Thần, duy nhất một bước cuối cùng. Hắn cần muốn chiếm thân xác. Hắn đang đợi Diệp Thần chân chính lĩnh ngộ tử vong quy luật, sau đó vọt vào hắn trong thân thể, tới đoạt xác cổ thân thể này. Chờ đợi ngày tới đây, đã thời gian rất dài, thật vất vả gặp phải một vị lĩnh ngộ tử vong phép tắc người tuổi trẻ. Diệp Thần một cặp tròng mắt dần dần mở ra, hắn bên trong đôi mắt tràn đầy tử vong phép tắc hơi thở. Hắn nhìn một cái, phát hiện trên thi thể phương bồng bềnh linh hồn. Hiện tại Diệp Thần là thời điểm suy yếu nhất, cảm ngộ tử vong quy luật, đúng là thiếu chút nữa muốn hắn một cái mạng. Làm bồng bềnh linh hồn, thấy Diệp Thần, trong tròng mắt toát ra thần sắc tham lam, sau đó linh hồn xông vào trong đầu. Linh hồn vừa tiến vào trong đầu, Diệp Thần cảm giác đang xâm lược hắn thân thể. Ha ha, ta minh tử chi đế, lại phải về lại thế gian. Ở Diệp Thần trong đầu, minh tử chi đế phát ra ngông cuồng tiếng cười. Vô tận năm tháng, hắn cũng sớm đã chịu đựng không nổi cô độc và cô quạnh. Vào lúc này, Diệp Thần trong đầu đạo bảo thần Ngọc Liên, tản mát ra Phật quang, muốn cùng minh tử chi đế linh hồn làm đấu tranh.
Minh Tử Chi Đế dù là chỉ còn lại lau một cái linh hồn, nhưng là cũng không cho coi thường, điên cuồng xâm chiếm Diệp Thần thân thể. Đạo Bảo Thần Ngọc Liên công kích và Minh Tử Chi Đế linh hồn, tạo thành một cổ vi diệu thăng bằng, ở trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được. Minh Tử Chi Đế cao mày, không nghĩ tới Diệp Thần trong cơ thể lại có thiên địa chí bảo. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, theo thời gian trôi qua, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Diệp Thần ấn đường tản ra chói lọi dương ánh sáng. Lăn ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo thô bạo băng hàn thanh âm vang khắp. Minh Tử Chi Đế ngay tức thì biến sắc. Đây là ma đế thanh âm. Năm đó vạn ma chi địa trấn áp, nguyên nhân lớn nhất chính là vậy ma đế à? Hắn không là chết sao? Lại còn sống? Đừng, không nên giết ta. Minh Tử Chi Đế tuyệt đối không nghĩ tới, một cái tinh khiếu võ giả trên mình, lại có đáng sợ như vậy đồ. Vô tận ma khí bắt đầu chiếm đoạt Minh Tử Chi Đế linh hồn, ở hắn trong đầu phát ra hàng loạt kêu thảm thiết, bỏ mặc làm sao cầu xin tha thứ Diệp Thần cũng không có phản ứng. Linh hồn hắn một ít mảnh vỡ, xông vào trong đầu, tạo thành một cổ trí nhớ. Diệp Thần nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ. Tử vong chiếm đoạt, vòng xoáy tử vong, hai cái công pháp tin tức không có vào đến trong đầu. Chỉ tiếc mình tu vi quá thấp, dưới mắt không cách nào thi triển. Minh Tử Chi Đế tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt, linh hồn vậy dần dần tan tành. Rất nhanh, Diệp Thần mở mắt ra, giờ phút này hắn đã hoàn toàn nắm giữ tử vong quy luật. Minh Tử Chi Đế vô tận 5 tháng cảm ngộ tử vong quy luật, toàn bộ đều thành tựu Diệp Thần. Trong một cái chớp mắt này tử vong quy luật vượt qua hàn băng quy luật và thời gian pháp tắc. Diệp Thần mở mắt ra, từ tầng thứ 5 trong cung điện mặt đi xuống. Hắn thấy hỗn độn tinh thụ, phát hiện đã ngồi xếp bằng xuống chờ đợi Diệp Thần. Cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, mở mắt ra, khẽ mỉm cười một cái. Hắn không có hỏi nhiều, nếu Diệp Thần xuống, chắc hẳn đã lĩnh ngộ tử vong quy luật. Hai người từ trong cung điện mặt đi ra, phát hiện Thủy Phượng bóng người, cũng sớm đã biến mất. Từ Minh Tử Chi Đế linh hồn biến mất một khắc kia, nàng liền đã phát hiện, tử vong dãy núi cấm chế đã biến mất. Ở tử vong bên trong dãy núi mặt bị kẹt vô tận 5 tháng, hiện tại rốt cuộc tránh thoát cũng sớm đã không kịp chờ đợi rời đi. Hai người theo trước khi con đường, đi tới suối vạn niên nước bên trên. Hỗn độn tinh thụ bên trong đôi mắt bốc kim quang, miệng mở miệng nói, lần này phát tài. Thủy Phượng đã rời đi, cái này suối vạn niên nước toàn bộ đều là bọn họ. Hai người cầm ra bình ngọc điên cuồng bỏ vào suối vạn niên nước, cuối cùng cầm tất cả bình ngọc đều đã trang bị đầy đủ. Suối vạn niên nước còn có rất nhiều, hai người chỉ có thể lưu luyến không thôi rời đi. Tử vong bên trong dãy núi mặt tử vong quy luật đã dần dần tiêu tán, không bao lâu thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đi tới một nơi an toàn chi địa, Diệp Thần lấy ra Mộ Yên thân thể, cầm ra suối vạn niên nước, bỏ vào trong miệng của nàng mặt. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, nàng thân xác bắt đầu dần dần đổi được trẻ tuổi, vốn là hao tổn tuổi thọ, hoàn toàn khôi phục như cũ. Mộ Yên mở mắt ra, thấy Diệp Thần từ mặt đất đứng lên, mở miệng nói ta không có chết. Vốn là nàng lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới còn sống. Lần này nàng cũng coi là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Diệp Thần, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Mộ Yên hỏi. Diệp Thần trong mắt nhìn chằm chằm một phương hướng, mở miệng nói, sống lại ngươi phụ thân. Diệp Thần các người không nói nhảm nữa, hướng một nơi phương hướng nhanh chóng lao đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn họ không có ở đây đợi thêm nữa. Một ngày một đêm sau đó, ở bọn họ trước nhất phương, phát hiện trên một ngọn núi mặt, đứng vững vàng một tòa cung điện. Đỉnh núi cắm vào vân tiêu, cung điện giống như nhân gian tiên cảnh, một mắt không thấy được bên. Toàn bộ vạn ma chi địa bên trong, chỉ có tiên ma cung thần bí nhất, vậy hung hiểm nhất. Ở trên ngọn núi đi 3 tiếng, rốt cuộc đến đỉnh núi. Đột nhiên, toàn bộ đỉnh núi đất rung núi chuyển, ở trước nhất phương, tiên ma cung cửa rộng mở. Diệp Thần vận dụng thần hồn lực tra xem, phát hiện bên trong một phiến đen nhánh, còn có một cái vòng xoáy đang lưu động. Vừa tiến vào vòng xoáy bên trong, Diệp Thần phát hiện chung quanh một phiến đen nhánh, đột nhiên bây giờ xuất hiện ánh sáng.
hắn nhìn một cái chung quanh, phát hiện hỗn độn tinh thụ đã trở lại mình đan điền. Mà Mộ Yên nhưng là đã biến mất. Vốn là rộng mở tiên ma cung cửa, trong nháy mắt đóng cửa lên. Diệp Thần hơi ngẩn ra, vừa định tìm Mộ Yên, mi tâm đau nhói cảm giác tấn công tới. Ngay sau đó cuồn cuộn ma khí lao ra trong cơ thể. Vô tận ma khí hội tụ thành một đạo hình người. Lại là ma đế. Ma đế quanh thân hiện lên áp đảo thiên địa hơi thở, cùng với xuyên thấu cửu u lạnh như băng. Ma đế phức tạp nhìn một mắt Diệp Thần, đây là ta thiếu ngươi. Chỉ sợ cả đời không cách nào trả lại. Mộ Yên ta đã đem nàng đưa cho nơi an toàn. Tiếp theo, vạn ma chi địa sợ rằng phải bị diệt. Đây là quân ma trần cục, tất cả mọi người đều bị lợi dụng. Ở ngươi tiến vào vạn ma chi địa thời điểm, ta liền không có xuất hiện lại, chính là bởi vì ta đang ngưng tụ hội tụ thân thể năng lượng. Hiện tại, một cái thích hợp ta thân thể, xuất hiện. Mở ra hắc tinh thạch quan. Diệp Thần ngay tức thì bừng tỉnh, vội vàng sử dụng hắc tinh thạch quan. Quan tài đá mở ra, cuồn cuộn ma khí hội tụ. Ma khí hóa là một đầu hắc long, xông phá nơi này hết thảy trói buộc. Ngay chớp mắt, Diệp Thần chính là phát hiện mình và ma đế xuất hiện ở một tòa tế đàn. Trên tế đàn giống vậy có một tòa quan tài đá. Cực kỳ cổ xưa. Hắc long xông vào vậy quan tài đá. Quan tài đá tại chỗ vỡ vụn. Một cái bá đạo song tuyệt thân thể hiện lên. Ma đế trong mắt có chút nóng bỏng và kích động, Diệp Thần, khả năng này là cả linh võ đại lục thích hợp nhất ta thân thể. Tiếp theo, ta có thể phải rời đi ngươi ấn đường một đoạn thời gian. Không quá ta ở ngươi ấn đường lưu lại một đạo đặc thù tồn tại, sau này ngươi biết rõ ràng. Còn nữa, máu ngươi ma kiếm, đã đúc lại, bất quá, ngươi muốn ở hoàn toàn nhập ma thời điểm sử dụng, nếu không, ngươi không cưỡi được. Phẩm cấp của nó, không phải thế gian có thể nắm trong tay. Một giây kế tiếp, một luồng ánh sáng đen lóe lên, huyết ma kiếm bay đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cầm huyết ma kiếm, một giây kế tiếp, một cổ vô cùng lực lượng mạnh tránh thoát. Hắn lớn mạnh như vậy thân xác lại không cưỡi được. Ta nói, muốn hoàn toàn nhập ma, mới có thể dung chuyển nó, trước đem nó thu vào luân hồi mộ địa đi. Đúng rồi, cho ta một ít vạn năm linh tuyền. Nói xong, ma đế hướng vậy cái thân thể đi tới. Cùng thời khắc đó, toàn bộ mặt đất chấn động lên. Vạn ma chi địa dường như muốn tan vỡ. Thương khung mây đen dày đặc. Cả thế giới quỷ khóc sói tru. Ma đế, muốn trở về. Ma đế nhìn một cái Diệp Thần, nói thẳng, ta sống lại cần lực lượng cực lớn, có thể toàn bộ vạn ma chi địa tà ma và ma khí, cũng sẽ bị ta hấp thu. Quá trình này cần một tháng. Một tháng sau đó, ta sẽ đến tìm ngươi. Cái này một tháng, ngươi không muốn bước vào ma tộc. Lại càng không muốn cùng quân ma trần phát sinh mâu thuẫn. Chờ ta lát nữa sẽ biến dạng hư không, đưa ngươi đi thần hỏa học viện. Dĩ nhiên, còn có bạn ngươi. Cái này một tháng, trong thiên địa dị tưởng cũng sẽ thay đổi. Thần quốc vậy sẽ đối với ta chọn lựa động tác, ta một người là có thể đối phó. Ngươi không nên nhúng tay. Ngươi duy nhất có thể làm chính là đi tìm Viêm Bia. Đây là ngươi muốn cùng thần quốc đối kháng tiền đặt cuộc. Diệp Thần, có thể cùng ngươi gặp phải, là ta cả đời may mắn lớn nhất. Ta tuy là ma, nhưng chỉ là cố gắng thay đổi thế gian quy tắc ma. Một giây kế tiếp, toàn bộ vạn ma chi địa hoàn toàn hắc ám. Vô số gào khóc vang khắp. Diệp Thần chung quanh hư không tại chỗ biến dạng. Một cổ cực lớn lực lượng trực tiếp đem Diệp Thần đưa ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Ma Tôn Đế Cung. Trên đại điện, quân Ma Trần và còn lại mấy vị ông già tròng mắt dữ tợn. Một giây kế tiếp thân thể xông phá đại điện, bay về phía thương khung. Bọn họ diễn cảm cực độ dữ tợn và sợ hãi. Chỉ vì là ma tộc bầu trời, cực độ hắc ám. Trong bóng tối 10 bánh xe huyết nguyệt treo cao bầu trời mênh mông. Giống như lời nguyền, quân ma trần sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này uy áp để cho hắn sợ hãi và thần phục, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, không tốt, ma đế thật muốn sống lại. Đáng chết, nhanh lên, ta muốn gặp thần quốc vị kia. Thần hỏa học viện bầu trời, mây đen dày đặc, tê liệt hư không một đạo thân ảnh rơi xuống.
ma đế lực lượng lại có thể coi thường thần hỏa học viện quy tắc. Diệp Thần nhìn quen thuộc kia tường cao cửa, trên mặt lộ ra một chút thân thiết nụ cười, hắn lúc này, trong lòng có một cái cảm giác, có thể trở về nhà, thật tốt. Vạn ma chi địa, hắn trải qua quá nhiều. Dưới mắt không cần hắn lại lo lắng sợ hãi. An ninh đối với hắn mà nói là cần nhất. Diệp Thần càng nhiều hơn nụ cười đến từ ma đế sống lại. Tiếp theo hết thảy đều giao cho ma đế. Sợ rằng cái này một tháng, ma tộc, linh võ đại lục, thần quốc, đều phải chấn động đi. Trở lại thần hỏa học viện sau đó, Diệp Thần thủ tìm được trước liền hình tử đường, cơ huyền, tạ bình bình các người. Lúc này hình tử đường, cơ huyền, thiên linh tử, đều đã lên cấp tinh khiếu tầng 4 trời, tạ bình bình tư chất hơi kém một chút, bất quá cũng đã tăng lên không thiếu. Từ đi tới thần hỏa học viện sau đó, những người này, cũng coi là lấy được tiến bộ không ít, đối với mình thành tích, vẫn là khá là kiêu ngạo. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy Diệp Thần sau đó, nhưng chỉ có thể mặt đầy cười khổ. Tại sao? Bởi vì, Diệp Thần bây giờ tu vi, đã sắp đến gần phong môn liền à. Mặc dù vẫn là tinh khiếu cảnh, nhưng là bọn họ nhưng mà biết Diệp Thần yêu nghiệt. So với Diệp Thần, bọn họ đừng nói là tiến bộ, đơn giản là so dậm chân tại chỗ còn dậm chân tại chỗ. Bất quá rất nhanh, cũng bình thường lại. Trên cái thế giới này, có chút yêu nghiệt, là cố gắng thế nào cũng không cách nào đuổi theo, cho dù là kiêu ngạo như hình tử đường, cơ huyền, đối mặt Diệp Thần, cũng chỉ có thể nhận rõ thực tế. Sở Doanh mặc dù đã không có ở đây vọng thần lâu, nhưng là, vọng thần lâu vẫn như cũ kinh doanh, Diệp Thần liền cùng mấy người bạn cùng nhau, đi tới vọng thần lâu tầng chót dùng cơm. Thời gian dài khẩn trương chèn ép, hắn hiện tại cần phải buông lỏng. Ngồi ở đây quen thuộc vị trí, Diệp Thần cũng không khỏi ánh mắt nhỏ tránh, hắn chính là ở chỗ này biết Sở Doanh, ban đầu, Diệp Thần cũng chỉ là đối với nàng có chút hảo cảm, cầm nàng làm một người bạn thôi. Nhưng mà, Cửu U Quốc chuyến đi bên trong, đối mặt thần quốc thiên tài mục dã, Sở Doanh đủ loại cử động, nhưng hoàn toàn đánh động Diệp Thần, chẳng lẽ có người đàn ông, có thể không đối với như vậy cô gái động tình sao? Vậy bởi vì hắn, năm xưa cái đó giống như trong bầu trời đêm trăng sáng vậy, hào quang chói mắt cô gái, hôm nay, nhưng chỉ có thể lẳng lặng nằm ở quan tài băng bên trong kéo dài mệnh. Đúng rồi, không biết vạn năm chi suối đối với Sở Doanh có hay không dùng. Ngược lại là có thể thử một chút. Chân thực không được, còn có thương cổ y thần. Hỗn độn tinh thụ ở mình trong cơ thể, hắn liền có và thương cổ y thần thương lượng tư cách. Diệp Thần, người thế nào? Tạ Bình Bình nhìn ra Diệp Thần thần sắc có chút khác thường, không khỏi được lo lắng hỏi một câu. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, không có sao, nhanh ăn cơm đi. Cơ huyền tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, nói tránh đi, Diệp Thần. Lần này ngươi đi ra ngoài trở về, thực lực bạo tăng, nhất định là có không thiếu kỳ ngộ chứ. Tới, phía chúng ta ăn cơm, ngươi vừa cùng ta nói một chút. Ngay tại lúc này, dưới lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một bóng người chớp mắt, xuất hiện ở trong phòng. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, chính là Trần Chi Phàm. Diệp Thần sắc mặt vui mừng, hắn sau khi trở lại, vậy thử đi tìm Trần Chi Phàm, nhưng không có tìm được. Không nghĩ tới, Trần Chi Phàm nhưng tìm tới. Lúc này, hắn hướng mọi người giới thiệu đến, vị này, là ta bạn tốt Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm cùng mọi người gặp qua sau đó, vội vàng hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, Huyền Nguyệt Tông truyền tin liên lạc ta sư phụ, để cho ngươi mau sớm đuổi trở về một chuyến, bên kia tựa hồ có chuyện gì gấp. Cái gì, Diệp Thần nghe vậy nhướng mày một cái, Huyền Nguyệt Tông bên kia xảy ra chuyện. Hắn biết. Nếu không phải là có cái gì chuyện khẩn yếu, Huyền Nguyệt Tông là sẽ không liên lạc mình. Có thể có chuyện gì, là liền thương dạ, bạch chấn đường đều không cách nào xử lý. Diệp Thần lòng, một chút nhắc. Hắn vung tay lên, lấy ra mấy chuôi mình chế tạo hồn khí, phân cho mọi người, một người ba chuôi, nói, đây chính là ta nơi chế tạo hồn khí. Các ngươi giữ lại phòng thân đi. Không phải hắn chẳng ngờ cho nhiều, mà là, cái này hồn khí sử dụng. Cũng không phải chút nào không hạn chế, lấy mấy người tu vi, một lần, tối đa sử dụng một chuôi, hơn nữa đối với thần hồn gánh vác còn không nhỏ, sử dụng một lần, có thể phải nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể lần nữa sử dụng, như vậy, ba chuôi vậy là đủ rồi. Hồn khí,
dẫu sao thuộc về ngoại lực một loại, quá đáng dựa vào, ngược lại bất lợi cho thực lực bản thân tăng lên. Sau đó, hắn liền trực tiếp rời đi thần hỏa học viện, vốn là, hắn còn muốn hỏi Cát Thanh liên quan tới viêm bia sự việc, nhưng là, hiện tại chỉ có thể tạm hoãn. Một đường vội vã, rất nhanh, Diệp Thần liền đuổi về Huyền Nguyệt Tông. Nhìn tọa lạc tại trên núi Phi Phượng, quen thuộc kia đền lầu các, Diệp Thần không khỏi nhớ lại, ban đầu, mình mới vừa đến nơi này lúc đó, bất quá là một người nhỏ võ giả nhỏ, thậm chí, còn bởi vì cùng Huyền Nguyệt Tông đệ tử nổi lên mâu thuẫn, mà bị Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Triệu Bình lấy khí tức ép thành trọng thương. Diệp Thần con mắt chớp động, mà hiện tại, nếu như lần nữa đối mặt Triệu Bình, Diệp Thần chỉ cần tâm niệm vừa động, là được đem trong nháy mắt giết. Như vậy tốc độ tiến bộ, thật là, đều không cách nào dùng yêu nghiệt để hình dung, hoàn toàn vượt quá người bất kỳ tu hành suy luận. Hắn cũng không chậm trễ, hướng Huyền Nguyệt Tông đại điện nhanh chóng bước đi, Diệp Thần trở lại một cái, thương giả các người liền lấy được tin tức, sớm tại đại điện bên trong chờ. Lúc này, thấy Diệp Thần, cho dù bọn họ sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, thần sắc, vậy trở nên có chút quái dị. Diệp Thần, mới tiến vào Huyền Nguyệt Tông bao lâu? Mà lúc này, mới gặp lại cái này 20 hơn tuổi thanh niên lúc đó, đối phương, bất ngờ đã là sắp đến gần bịt cửa tồn tại à. Hơn nữa, thương giả các người, có thể rõ ràng từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được một cổ khó mà hình dung áp lực, loại áp lực này, thậm chí để cho bọn họ có đối mặt mình, là Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão ảo giác. Tử Ngưng nhìn Diệp Thần, vậy có chút im lặng, hôm nay nàng, tu vi cũng là đột phá không thiếu. Nhưng là nàng biết, mình bây giờ, thực lực lên, đã bị Diệp Thần viễn xa bỏ rơi, thậm chí nàng cũng hoài nghi, mình sư tôn Bạch Trấn Đường thực lực, còn ở hay không Diệp Thần bên trên. Nguyên bản, nàng lấy vì mình đạt được kỳ ngộ lên cấp, Diệp Thần coi như thiên phú lại nghịch thiên, cũng không khả năng cảnh giới so mình còn mạnh hơn chứ. Cuối cùng, có thể tìm về một ít thân là sư tỷ tôn nghiêm. Có thể không nghĩ tới, cho dù nàng thành công, nhưng vẫn bị Diệp Thần xa xa vùng ở sau lưng. Bất quá, Tử Ngưng trong lòng, trừ nhàn nhạt thất lạc ra, càng nhiều hơn, nhưng là kiêu ngạo. Vô cùng kiêu ngạo. Diệp Thần, là nàng mang đến Huyền Nguyệt Tông, cũng là nàng một mực coi trọng sư đệ, thậm chí, trong lòng nàng, còn đối với Diệp Thần có một chút không nói ra được cảm tình. Làm Diệp Thần cho thấy kinh khủng kia thiên phú, chứng minh mình tiềm lực thời điểm, Tử Ngưng trong lòng hiện lên mãnh liệt nhất cảm tình, chính là kiêu ngạo. Trên đại điện, tổng cộng có 3 người, thương giả, Tử Ngưng, cùng với. Diệp Thần thấy những thứ này phân biệt một đoạn thời gian cố nhân, khóe miệng mới vừa hiện lên một nụ cười châm biếm, một khắc sau, nhưng có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn chú ý tới cái người thứ 3, người này, cũng không phải là Huyền Nguyệt Tông người, nhưng là, hắn biết. Phần cuồng. Diệp Thần có chút không hiểu nhìn về phía tên kia ở trần, cả người cổ đồng sắc bắp thịt. Ăn mặc một cái gia thú quần, người này, chính là Diệp Thần ở bí cảnh đã gặp phần thiên tộc nam tử, phần cuồng. Hơn nữa dựa theo vậy vị lời của lão giả, viêm bia ngay tại phần thiên tộc. Trước, hắn vừa mới tới bí cảnh lúc đó, cùng phần cuồng có chút mâu thuẫn, thậm chí đem phần cuồng đánh trọng thương, sắp chết, nhưng là, ở hắn đoạt được đấu võ đại hội hạng nhất, trở lại phần thiên tộc ăn mừng trong quá trình, cũng coi là cùng phần cuồng hóa giải mâu thuẫn. Phần cuồng gặp được Diệp Thần, lại là mặt hiện vẻ kích động, lập tức vọt tới Diệp Thần trước mặt nói, Diệp Thần. Cuối cùng đến khi ngươi, ta cũng chờ ngươi khỏe một đoạn thời gian. Diệp Thần không hiểu nói, chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đương nhiên là đặc biệt đến tìm ngươi à, hiện tại chỉ có ngươi, mới là phần anh hy vọng à, phần anh nàng xảy ra chuyện. Nàng bị buộc cưới, thậm chí sẽ chết. Cái gì? Diệp Thần thần sắc lạnh lẽo, trong mắt bên trong, sát ý chớp động. Phần anh, là phần thiên tộc tộc trưởng nữ nhi, ngày đó, hắn ở phần thiên tộc chúc mừng thắng lợi sau đó, từng cùng phần anh có duyên gặp qua một lần. Mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng là đối với cái này thiếu nữ đơn thuần vẫn là có chút hảo cảm. Diệp Thần cũng nghĩ tới, ở mình có thực lực nhất định sau đó, liền đem phần anh mang tới Linh Võ Đại Lục tới, dẫu sao Linh Võ Đại Lục. So trong bí cảnh thích hợp tu luyện hơn. Có thể hiện tại, lại có người muốn động phần anh. Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi huyền bi? Diệp Thần cả người sát sát khí lẫm lẫm,
kinh khủng kia sát khí nở rộ ngay tức thì, cho dù là Thương Dạ và Tử Ngưng, đều là trong lòng giật mình, sinh ra một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Mà Tu Vi bất quá mới vừa đột phá phần cuồng, chính là sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ hồ phải bị sát ý này, đè được hộc máu. Tử Ngưng vội vàng lắc mình đến Diệp Thần bên người, nhẹ nhàng nắm tay hắn, trấn an nói, Diệp Thần. Trước bình tĩnh, Diệp Thần hít sâu một hơi, thu liễm sát khí, hắn biết, sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, Phần Thiên tộc tộc trưởng Phần Thiên Cương, chính là một người cường giả, hắn rõ ràng Phần Thiên Cương tính cách, mặc dù hắn từng để cho nữ nhi tới cùng mình, nhưng khẳng định cũng không phải miễn cưỡng con gái mình làm như vậy, hắn không phải một cái sẽ đối với con gái mình ép cưới người. Hơn nữa, nếu Phần Cuồng đã cầu đến Huyền Nguyệt Tông tới, Huyền Nguyệt Tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, lại vẫn thông báo cho mình trở lại, như vậy, khẳng định có ẩn tình khác. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Phần Cuồng, áy náy nói, xin lỗi, Phần Cuồng, không có sao chứ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phần Cuồng lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không đáng ngại, mở miệng nói chuyện là như vậy. Diệp Thần càng nghe, sắc mặt, càng phát ra âm trầm. Nguyên lai, không phải Huyền Nguyệt Tông và Phần Thiên Cương không muốn quản, là bọn họ không quản được à? Trước đây không lâu, bọn họ nơi đó, lại là cũng thức tỉnh liền một người có con dấu thiên tài. Tên là Phần Võ Lăng. Hơn nữa, tên này bị thần quốc chọn chúng thiên tài, thực lực cực mạnh. Nếu không, cũng sẽ không bị thần quốc coi trọng. Cái này Phần Võ Lăng xuất hiện, để cho trưởng lão hội dị thường mừng rỡ, ở toàn bộ trong bí cảnh, tổ chức chúc mừng nghi thức, bọn họ ý kiến, rất đơn giản, liền để cho mỗi cái bộ tộc cũng lấy Phần Võ Lăng vi tôn. Lần này chúc mừng nghi thức bên trên, các tộc tộc trưởng, cùng với thân quyến đều bị mời tham dự, mà Phần Võ Lăng, tốt có đúng lúc hay không, một mắt liền chọn chúng Phần Thiên Cương nữ nhi Phần Anh. Phần Anh đã sớm tâm kết Diệp Thần, cho dù cái này Phần Võ Lăng lại ưu tú, thì như thế nào? Dĩ nhiên là không chịu đáp ứng. Vốn là, cho dù cái này Phần Võ Lăng là vạn chúng chúc mục thần quốc thiên tài, tiền đồ vô lượng, Phần Thiên Cương vậy tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ con gái mình bị người ép cưới. Nhưng ai có thể nghĩ đến trưởng lão hội lại là trực tiếp đối với Phần Thiên Cương làm áp lực. Bọn họ rất ý tứ đơn giản, người Phần Thiên tộc nếu như cự tuyệt, chúng ta nguyện ý vì một cái Phần Võ Lăng, buông tha các ngươi toàn bộ bộ tộc. Phần Thiên Cương dẫu sao là tộc trưởng, sẽ đối toàn tộc người phụ trách, hắn có thể làm, chỉ là hết sức trì hoãn ngày cưới, đồng thời, trợ giúp Phần Cuồng lặng lẽ đi tới Huyền Nguyệt Tông, tìm Diệp Thần. Phần Thiên Cương biết, lúc này nếu như còn có người có thể thay đổi con gái vận mạng nói, như vậy, cũng chỉ có Diệp Thần. Cái này cũng khó trách, Huyền Nguyệt Tông phải gọi hắn trở về. Thần quốc, không phải Huyền Nguyệt Tông có thể chọc nổi. Vi phạm thần quốc ý chí, Huyền Nguyệt Tông liền đem chịu đựng tai họa ngập đầu. Bất quá, ban đầu, Thương Dạ và Tử Ngưng, cũng chỉ là cảm thấy chuyện này phải báo cho Diệp Thần trở về, lại nghĩ biện pháp thôi. Dẫu sao, Diệp Thần cũng có dấu vết, nhưng là dưới mắt bọn họ vậy không có nắm chắc Diệp Thần có phải hay không cái này Phần Võ Lăng đối thủ. Nhưng là, khi bọn hắn chân chính thấy Diệp Thần sau đó, ý tưởng ngay tức thì thay đổi. Diệp Thần thần sắc, dần dần bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt chỗ sâu nhưng là cực hạn lạnh như băng. Phần Võ Lăng, trưởng lão hội sao? Hắn biết, bí cảnh toàn thể thực lực, và Huyền Nguyệt Tông kém không nhiều, cũng chính là trưởng lão này sẽ, chắc có 2-3 tên cực mạnh cao thủ. Thậm chí có thể là Thái Hư Sơ Kỳ. Mấy người dưới sự liên thủ, vậy là đặc biệt kinh khủng. Bất quá, bây giờ Diệp Thần, không sợ chi. Chỉ muốn không phải chân tránh Thái Hư cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin đối mặt. Nhìn Diệp Thần thần sắc, Tử Ngưng liền rõ ràng hắn trong lòng nghĩ cái gì, đối với hắn hỏi, Diệp Thần, người hiện tại kết quả là thực lực gì? Diệp Thần nói, chỉ ít có thể chiến Thái Hư nhất tầng thiên. Cái gì? Phần Cuồng kêu lên một tiếng, hoàn toàn si ngu. Hắn căn bản không thể nào tin nổi mình nghe cái gì. Hắn người này, rất cuồng, nhưng là không đại biểu không có lý trí. Hắn biết Diệp Thần là vô cùng nghịch thiên yêu nghiệt, có thể vượt qua đếm cảnh giới đối địch, nhưng là đây cũng là có hạn độ chứ. Diệp Thần bất quá là tinh khiếu tu vi chứ, lại có thể chiến Thái Hư nhất tầng thiên. Cái này,
Coi như là trong truyền thuyết thượng cổ chân linh giáng thế, đều không cách nào làm được chứ. Mà Tử Ngưng và Thương Dạ, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng là, nghe được Diệp Thần chính miệng thừa nhận, còn chưa do được kinh hãi. Nói cách khác, Diệp Thần hiện tại cho dù ở linh võ đại lục bên trên, thanh niên đồng lứa bên trong, đều là đứng đầu thực lực à. Mạnh, mạnh đến bất chấp lý lẽ. Tử Ngưng hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống, mừng rỡ nói. Lần này thì dễ làm, Diệp Thần ta vậy thì đi thông báo sư tôn, hắn đã đáp ứng mang mấy vị khác thái thượng trưởng lão, cùng ngươi đi đi nơi đó một chuyến. Bất quá, làm như vậy tương đương với nâng lên bí cảnh cùng Huyền Nguyệt Tông chiến tranh, bọn họ theo Diệp Thần đi trước, càng nhiều hơn chính là thái độ, mà còn dư lại chỉ phải giao cho Diệp Thần cũng được. Chỉ cần Diệp Thần có thể đánh bại Phần Võ Lăng, chứng minh mình so Phần Võ Lăng ưu tú hơn, bọn họ liền không dám như thế nào. Nhưng là, Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái. Diệp Thần cái này lay động đầu, trong đại điện không khí, lập tức băng lạnh xuống. Tử Ngưng ngây ngẩn, Phần Cuồng ngây ngẩn, gần đây trầm ổn Thương Dạ, vậy không hiểu nhìn về phía Diệp Thần. Đây là ý gì? Phần Cuồng lại là nổi giận, bởi vì hắn cho rằng Diệp Thần sợ vậy Phần Võ Lăng, muốn rút lui. Hắn Phần Cuồng gần đây đem Phần Anh, coi vì mình muội muội ruột giống vậy tồn tại à. Cho dù chết, hắn vậy sẽ không cho phép vậy Phần Võ Lăng bức bách Phần Anh thành vì mình thê tử. Mà Diệp Thần, chẳng lẽ muốn lựa chọn bỏ hết thảy cùng không để ý sao? Hắn trực tiếp hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, đong đưa cái gì đâu? Chẳng lẽ, ngươi nếu không quản sao? Diệp Thần, ngươi là loại người này sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn Phần Cuồng, trầm giọng nói, ta một người đi. Lần này, Tử Ngưng, Thương Dạ, Phần Cuồng, lại là ngây ngẩn. Một người đi. Vậy thì đồng nghĩa với, một người, đối mặt cơ hồ đúng trưởng lão biết a. Cho dù Diệp Thần mạnh hơn nữa, cái này, cũng có chút cuồng ngông, lỗ mãng chứ. Tử Ngưng lấy là, Diệp Thần thì không muốn để cho Huyền Nguyệt Tông chọc tới phiền toái, thậm chí không tiếc bốc lên nguy hiểm tánh mạng, muốn xông vào trong đó, mạnh cướp Phần Anh. Phải biết, cho dù Diệp Thần có chiến thái hư nhất tầng thiên thực lực, đồng thời đối mặt nơi đó ẩn núp chỗ sâu cường giả, cùng với một người có con dấu siêu cấp yêu nghiệt, vậy cũng là cửu tử nhất sanh à. Nàng lo lắng khuyên nhủ, Diệp Thần, Huyền Nguyệt Tông, chính là nhà của ngươi, chúng ta chính là ngươi người thân. Chuyện ngươi tự nhiên chính là chúng ta chuyện. Hơn nữa, ngươi vì Duẫn Minh cũng từng lấy thân phạm hiểm, không nói sư phụ mấy vị khác thái thượng trưởng lão vì ngươi ra tay, cũng là nghĩa bất dung từ. Lúc này ngươi cũng không muốn làm anh hùng. Thương Dạ vậy gật đầu nói, Diệp Thần, đối mặt bọn họ, không phải chuyện đùa, cho dù ngươi hiện tại đã có nghịch thiên thực lực, cũng không khỏi không cẩn thận ứng đối. Phần Cuồng thật là cũng nói không ra lời, nhìn Diệp Thần. Trong mắt trừ bội phục, vẫn là bội phục. Diệp Thần nhưng nhàn nhạt nói, sư tỷ, trưởng môn, ta sở dĩ, muốn một người đi, không phải băn khoăn mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng không phải bởi vì cuồng vọng tự thua. Mà là bởi vì, nếu như ta cùng mấy vị thái thượng cùng chung đi nơi đó, chuyện này tính chất liền sẽ thay đổi, biến thành Huyền Nguyệt Tông cùng nơi đó mâu thuẫn, như vậy vì để tránh cho chiến tranh bùng nổ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đàm phán. Diệp Thần trong mắt tinh quang bạo tránh, tiếp tục nói, mà ta muốn kết quả, không phải đàm phán, mà là những cái kia dám đối với bạn ta động thủ, dám ỷ thế lấn áp, bức bách người khác người, cũng cho ta chết. Âm một tiếng, tuyệt mệnh sát khí, nghịch thiên lên, hình thành một cổ sát ý gió xoáy, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt Tông bên trong, một ít tu vi yếu hơn đệ tử, thậm chí đều không cách nào ngăn cản cái này một chút tiết lộ sát ý. Ngay tức thì, buông mình mềm ở trên mặt đất. Mà Diệp Thần sát ý bùng nổ ngay tức thì, Bạch Chấn Đường, Duẫn Triệt, Long Cũng Trời, đều là sắc mặt biến đổi. Thật là khủng khiếp sát ý. Bọn họ ba người, đều là ngay tức thì thân hình biến mất ở trong hư không, một khắc sau, liền xuất hiện ở Huyền Nguyệt Tông bên trong đại điện. Mà bọn họ xuất hiện ngay tức thì, nhưng là trố mắt nghẹn họng, ngây người như phỗng. Vốn là, bọn họ lấy là có cái gì cường địch xâm phạm, thả tuyệt mạnh sát ý. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy tới sau đó, ở sát ý kia vòng xoáy trung tâm nhìn thấy, nhưng là một đạo quen thuộc bóng người, Diệp Thần bóng người. Diệp Thần cố đè xuống sát ý,
hắn là một cái người rất tỉnh táo, rất ít như vậy thất thố, trừ phi có người chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hắn ở vạn ma chi địa khắp nơi bị đè, tức giận đã sớm hội tụ trong lòng. Mà đây phần thiên tộc sự việc chính là lần này đạo đường dây nóng. Trọng yếu hơn chính là, đây là luân hồi huyền bi cực mạnh viêm bia thời cơ. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, hướng về phía ba vị vô cùng khiếp sợ thái thượng trưởng lão thi lễ, rồi sau đó, hướng về phía Tử Ngưng các người, tiếp tục nói. Sư tỷ, ta tâm ý đã quyết, cái này mấy người phải chết. Bỏ mặc bọn họ mạnh bao nhiêu, bỏ mặc bọn họ là địa vị gì, bọn họ chạm đến ta ranh giới cuối cùng, liền muốn chết. Cho nên ta muốn một người đi, lấy cá nhân ta thân phận, chỉ có như vậy tim ta mới có thể an. Bạch Chấn Đường các người nhìn nhau một cái, đại khái rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Tử Ngưng cùng Thương Dạ, còn muốn mở miệng nữa nói gì, các nàng quan tâm nhất vẫn là Diệp Thần an nguy. Nhưng lúc này, Bạch Chấn Đường lại lên tiếng. Đủ. Ông cụ này thật sâu ngưng mắt nhìn Diệp Thần hình bóng, ánh mắt bên trong thoáng qua nhớ lại vẻ, hồi lâu sau đó, cười khổ một tiếng nói, người thằng nhóc này, và ta vậy đồ nhi năm đó, đơn giản là giống nhau như đúc à. Bạch Chấn Đường nhàn nhạt nói, các ngươi, đừng khuyên, Diệp Thần là sẽ không thay đổi mình quyết định. Tử Ngưng sững sốt một chút, Bạch Chấn Đường nói đồ nhi, tự nhiên không phải mình, cũng không phải Diệp Thần, mà là nàng đã từng là sư đệ. Đột nhiên bây giờ, Tử Ngưng vậy trầm mặc lại, nàng mới bắt đầu, sở dĩ như vậy chú ý Diệp Thần, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần thiên phú, tiềm lực sao? Không phải, rất lớn một phần chia, là bởi vì là Diệp Thần tâm tính. Diệp Thần tâm tính, là nàng nhất là thưởng thức, giống như năm đó nàng người sư đệ kia vậy. Cho nên nàng biết, Diệp Thần nếu tâm ý đã quyết, liền tuyệt sẽ không thay đổi. Bọn họ trong xương đều là vô cùng kiêu ngạo, tự ái, bọn họ trong xương, đều có một cái ranh giới cuối cùng, người bất kỳ đều không thể xâm phạm. Mà cũng đang bởi vì Diệp Thần là người như vậy, nàng mới sẽ thưởng thức hắn, thậm chí, thích hắn, không phải sao? Nghĩ tới đây, Tử Ngưng mặt đẹp hơi ửng đỏ, đột nhiên bây giờ, nàng đối với mình cảm tình, có chút sáng tỏ. Bất quá, dù vậy, nàng cũng không có bởi vì phần anh tồn tại. Cùng với Diệp Thần muốn lấy thân phạm hiểm, vì phần anh đối kháng toàn bộ bí cảnh, mà cảm thấy ghen tị hoặc là bất mãn. Ngược lại, nàng mặc dù lo lắng Diệp Thần an nguy, nhưng là không thể không nói Diệp Thần bá đạo, cùng với vì một cô gái, không tiếc cùng cả thế giới là địch phong độ, là rất nhiều cô gái cũng sẽ làm khuynh đảo. Tử Ngưng cũng không ngoại lệ. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là mắt đẹp bên trong ba quang lập lòe, tràn đầy nhu tình ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Nhẹ giọng nói, đáp ứng ta, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bình an trở về, được không? Diệp Thần nhìn Tử Ngưng hình dáng, gật đầu một cái. Sau đó, Diệp Thần thanh tú trên gương mặt, triển lộ ra một cái vô cùng ánh mặt trời, nụ cười tự tin nói, yên tâm, ta làm sao bỏ được Lưu Sư Tỷ một người, cô đơn một ở trên thế giới này đâu. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Tử Ngưng gật đầu một cái, xoay người. Nàng không dám lại xem Diệp Thần mặt, bởi vì nàng sợ nhìn tiếp nữa, mình sẽ bỏ không được, sẽ là Diệp Thần lo âu, sẽ ngăn cản Diệp Thần đi mạo hiểm. Diệp Thần xoay người, mặt lộ vẻ áy náy, hướng về phía Bạch Chấn Đường các người hành lễ nói, sư tôn, xin lỗi, kinh động các ngươi. Bạch Chấn Đường hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, xem ra, ngươi thực lực tiến bộ rất lớn mà, bất quá, lần này đi nơi đó, ngươi tốt nhất đừng chết ở nơi đó. Cho vi sư mất thể diện, biết không? Ông cụ này ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng là đảm nhiệm ai nấy đều thấy được hắn nét mặt già nua bên trên tất cả đều là kiêu ngạo. Diệp Thần là hắn Bạch Chấn Đường đệ tử. Hơn nữa, hắn biết rất nhanh linh võ đại lục bên trên liền sẽ vang khắp một cái nghịch thiên yêu nghiệt tên chữ, đệ tử của hắn tên chữ. Long Diệp Thiên cùng Duẫn Triệt cũng là cười nói, Diệp Thần, bình an trở về, trà nhi vậy đang chờ ngươi đấy. Diệp Thần đối với mấy người trịnh trọng gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Sau đó, hắn liền đối với Phần Cuồng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì lên đường đi. Diệp Thần huyết mạch đang cháy. Đó là Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch. Còn có đang đợi hắn Viêm Bia sắp kích hoạt thần mạch. Phần Cuồng đoạn thời gian này ở Huyền Nguyệt Tông chờ đợi Diệp Thần, đã sớm lòng như lửa đốt,
tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Rất nhanh, Diệp Thần và phần cuồng các người liền đi tới ban đầu Diệp Thần đi bí cảnh truyền tống chỗ. Thương Giả tay cầm trận bàn, hỏi chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần gật đầu một cái, màu máu cửa, lần nữa hiện lên ở trước mắt. Diệp Thần cùng phần cuồng thân hình động một cái, liền tiến vào cửa bên trong, một khắc sau, một hồi choáng váng sau này, Diệp Thần và phần cuồng xuất hiện ở chỗ kia trong tế đàn. Mà lúc này, trung tâm bí cảnh chỗ, là một tòa vô cùng là cao lớn, phong cách tục tằng đá tạo cung điện. Cung điện này, chính là trong bí cảnh bộ lạc trưởng lão hội chỗ. Bí cảnh bộ lạc trưởng lão hội, gia nhập thấp nhất yêu cầu, chính là tu vi đạt tới phong môn cảnh. Mà trong đó, tu vi cao nhất, chính là đại trưởng lão Đốt Ta, cùng với nhị trưởng lão Đốt Đang Khuê. Hai người, cũng đạt tới thái hư cảnh nhất tầng thiên. Bí cảnh thực ra là linh võ đại lục cường giả đỉnh phong hậu nhân khu vực sinh hoạt. Nơi này lánh đời tu võ, chỗ sâu ẩn chứa cường giả tự nhiên đáng sợ. Huống chi là sống ngàn năm cũng hoặc là vạn năm trưởng lão. Hiện tại, ở chủ điện bên trong, đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đang ngồi ở chủ vị bên trên, cầm rượu nói vui mừng, tựa hồ vô cùng là cao hứng. Mà trừ hai người bọn họ người, khách tọa bên trên, còn ngồi một người người tuổi trẻ, đang ung dung thưởng thức trong ly rượu ngon. Hắn cả người không nhìn ra phẩm chất, trường bào màu đen, mặt mũi anh tuấn, mười ngón tay thon dài, khóe miệng từ đầu đến cuối cầu vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười bên trong, tựa hồ có kiêu ngạo, cũng có không tiết, tựa như thế gian vạn vật hắn đều không coi vào đâu vậy. Xem hắn cử chỉ ăn mặc, tựa hồ không hề xem bí cảnh người, mà đây người chính là phần võ lăng. Có dấu vết. Có thể bước vào thần quốc tồn tại. Đại trưởng lão cười nói, võ lăng, ngươi cần phải cưới cái đó phần thiên tộc cô gái sao? Mặc dù, nàng là tộc trưởng con gái, thân phận ngược lại là coi như không tệ, nhưng mà ta nghe nói cô gái này, đã từng và một người người ngoại lai phát sinh qua chút gì, người như vậy làm sao xứng với ngươi đâu? Nhị trưởng lão vậy phụ họa nói, đúng vậy võ lăng, chúng ta bí cảnh cô gái, cái nào không phải vì ngươi nơi khuất phục? Nữ nhân này còn hết lần này tới lần khác không tán thưởng. Ngươi không so đo quá khứ của nàng, chịu nạp nàng làm thiếp, đơn giản là nàng phúc phận à. Nàng lại vẫn không muốn. Ha ha! Đại trưởng lão và nhị trưởng lão, mặc dù và cái này phần võ lăng không có liên hệ máu mủ, nhưng là, để cho bọn họ ở con cháu của mình và phần võ lăng bây giờ lựa chọn, bọn họ vậy khẳng định lựa chọn phần võ lăng à. Tại sao? Bởi vì... phần võ lăng đối với bí cảnh mà nói, quá trọng yếu. Thậm chí, là có thể dẫn bọn họ đi ra cái này bí cảnh, ở linh võ đại lục địa phương như vậy, lần nữa chiếm cứ một chỗ ngồi nhân vật. Phần võ lăng tiềm lực, quá kinh khủng. Hơn nữa, phần võ lăng bị thần quốc chọn chúng, tương lai là có cơ hội tiến vào thần quốc. Trong thần quốc, tùy tiện cầm một người đi ra, đều là linh võ đại lục trên tuyệt đại cường giả, thậm chí, có thể nghiền ép toàn bộ linh võ đại lục à. Bí cảnh ra một cái phần võ lăng, tương lai có khả năng. Phần võ lăng khẽ mỉm cười nói, không có sao, ta thích là được. Hắn thái độ tùy ý, tựa hồ đối với cái này hai vị thái hư cường giả cũng không có nhiều ít kính sợ, nói xong, như cũng tự nhiên thưởng thức rượu. Mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão thấy vậy, cũng không tức giận, mặt đầy nụ cười, có thể gặp, bọn họ có nhiều coi trọng phần võ lăng. Nhắc tới. Cái này phần võ lăng mặc dù vậy có thể nói là bí cảnh huyết mạch, thượng cổ cường giả hậu nhân, nhưng xuất thân cũng là khá là khúc chiết. Hắn năm xưa bất ngờ thất lạc, rơi vào một nơi đánh rơi chi địa, ở nơi này đánh rơi chi địa bên trong, tựa hồ còn vô tình gặp được liền thần quốc thần sứ, nhìn chúng hắn tư chất, phá lệ ban cho dấu vết. Cho đến trước đó vài ngày, hắn lên cấp phong môn đỉnh cấp, có thể so với thái hư thực lực, mới có thể phá vỡ không gian bức tường ngăn cản. Trở lại bí cảnh. Mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão vừa thấy được phần võ lăng, liền đem hắn coi thành bảo. Đã bao nhiêu năm, bí cảnh đã nhiều ít năm, không có bị thần quốc chọn chúng thiên tài. Thấy được phần võ lăng, bọn họ giống như thấy được bổn tộc huy hoàng tiền cảnh à. Đây là, nhị trưởng lão lại cười nói, võ lăng à, chờ đến sang năm, ngươi liền có thể tiến vào chúng ta trong thiên trì. Tin tưởng đến lúc đó, tiềm lực của ngươi lại sẽ có to lớn tăng lên. Phần võ lăng nghe vậy, nhưng là đôi mắt sáng lên,
cười nói, võ lăng sẽ không phụ lòng hai vị trưởng lão kỳ vọng. Thật ra thì, phần võ lăng trong xương, cũng không phải là đặc biệt coi trọng cái này trong bí cảnh người, có lẽ là bởi vì mình trong cơ thể bộ phận máu, cùng những người này giống nhau, nhưng là những người này, cùng mình đã không phải là một tầng thứ người. Hắn sở dĩ muốn trở lại bí cảnh, chủ yếu vẫn là bởi vì một khối luân hồi huyền bi. Hắn từ thần quốc sứ giả trong miệng biết thượng cổ chuyện, thời đại thượng cổ, cái này bộ lạc người sáng tạo lại nắm trong tay một khối luân hồi huyền bi. Hơn nữa còn là hệ lửa. Hắn như nắm trong tay cái này nghịch thiên vật, linh võ đại lục đỉnh cấp thì như thế nào? Hắn muốn leo chính là thần quốc đỉnh cấp. Đại trưởng lão nghe vậy, thở dài nói, đáng tiếc lần trước đấu võ đại hội sau khi kết thúc, bị một người ngoại lai tiến vào máu thần khu hấp thu quá nhiều máu thần. Sợ rằng máu thần khu chất lượng, đều bị ảnh hưởng. Đại trưởng lão nói xong, phần võ lăng sắc mặt có một chút âm trầm, hắn buông xuống ly rượu, đứng lên nói, hai vị trưởng lão, ta hơi mệt chút, trước hạ đi nghỉ ngơi. Hai người vẻ mặt ôn hòa đáp, mệt mỏi liền mau đi nghỉ ngơi đi. Phần võ lăng sau khi rời đi, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nụ cười, vậy dần dần thu liễm. Bọn họ biết, phần võ lăng cái gọi là nghỉ ngơi. Là ý gì? Nhưng là, hai người bọn họ nét mặt già nua bên trên, cũng chỉ có một phiến lạnh như băng. Đại trưởng lão rét lạnh nói, Thiên Cương à, chúng ta làm như vậy, cũng là vì toàn tộc tương lai, hy vọng ngươi chớ trách chúng ta. Trong giọng nói hoàn toàn không có một chút hối hận, chỉ có khinh thường. Phần võ lăng cũng không có trở về mình phòng ngủ, mà là ở phức tạp làm bằng đá đường lót gạch bên trong, quẹo rẽ nhiều lần, đi tới cung điện hầm giam. Nơi này, vốn là một nơi tù, dùng để nhốt, hành hạ những cái kia phạm vào trọng tội tộc nhân. Mà hiện tại, trong đó một gian phòng giam bên trong, một người thon gầy nam tử bị khóa ở liền vách tường bên trên. Tên nam tử này từ đầu đầy tóc rối bời, bù xù ở trên mặt, cả người vết máu, để cho người không thấy rõ hắn diện mạo. Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân vang lên. Phần võ lăng trên mặt treo một chút nụ cười tàn nhẫn. Đi vào cái này gian phòng giam bên trong. Hắn nhìn trước mắt nam tử, nhàn nhạt nói, nhạc phụ đại nhân, võ lăng lại đến thăm ngươi, ngày hôm nay, ngươi cân nhắc được thế nào? Phần anh vậy nha đầu, còn không chịu thật tấm lòng gả cho ta. Nhạc phụ đại nhân ngày hôm nay nguyện ý đi khuyên nhủ vậy nha đầu sao? Tên kia bị hành hạ được vết thương chồng chất người đàn ông trung niên, chậm rãi ngẩng đầu lên, bất ngờ chính là ban đầu tiếp đãi Diệp Thần phần thiên tộc tộc trưởng. Phần Thiên Cương. Phần Thiên Cương nhìn chằm chằm phần võ lăng nhìn một lát, chợt há miệng, khạc ra một miệng hòa lẫn bể răng máu loáng, phun đến phần võ lăng trên mặt, nâng lên mặt, cười lạnh nói, người xúc xanh như vậy, cũng xứng. Nguyên bản, phần Thiên Cương ở trưởng lão hội chèn ép dưới, tạm thời ngầm cho phép hôn ước. Nhưng là, hắn bên trong tim nhưng thủy chung không có vi phạm con gái ý chí, để cho nàng gả cho phần võ lăng dự định, bởi vì hắn biết. Nữ nhi không thích phần võ lăng, trong lòng nàng, đã ở một người đàn ông tử, một người đến từ bí cảnh ra nam tử, lại cũng không tha cho những người khác, cái đó nam tử, tên là Diệp Thần. Hắn hết sức trì hoãn ngày cưới, vì chính là để cho phần cuồng tìm tới Diệp Thần. Mặc dù, làm hắn thấy được phần võ lăng thực lực sau đó, bên trong tim cũng là vô cùng nặng nề, dẫu sao, Diệp Thần rời đi bí cảnh lúc đó, thực lực, còn không có đạt tới tạo hóa cảnh à. Coi như hắn là vạn cổ yêu nghiệt, trong thời gian ngắn như vậy, có thể so sánh lên phần võ lăng sao? Nhưng, Diệp Thần là hy vọng duy nhất của hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới phải, cái này phần võ lăng có một ngày tìm được mình, để cho mình đi khuyên nữ nhi tiếp nhận hắn. Phần Thiên Cương tự nhiên dù muốn hay không liền cự tuyệt. Nhưng là, ở hắn cự tuyệt sau này, đại trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn đối với hắn ra tay, đem bắt giữ hắn, phong bế hắn linh lực. Trong tương lai, phần võ lăng mỗi ngày đều sẽ đi đến nơi này tù bên trong thăm hỏi hắn, buộc hắn đi thuyết phục phần anh. Nguyên bản vô cùng tinh thần người đàn ông, hôm nay, đã bị hành hạ được không còn hình người. Phần võ lăng tựa hồ lơ đễnh, từ từ xóa sạch trên mặt vết máu, làm hắn buông tay xuống ngay tức thì, vậy mở ra nguyên bản anh Tuấn vô cùng khuôn mặt. Nhưng ngay tức thì đổi được vô cùng là dữ tợn đáng sợ. Thật là,
cũng không phải là loài người liền à. Phần Thiên Cương thấy vậy, cũng là con ngươi co rúm một cái, mặt lộ sợ hãi vẻ, Phần Võ Lăng làm sao biến thành cái bộ dáng này. Lúc này Phần Võ Lăng, đen nhánh mạch máu phân bố cả khuôn mặt lỗ, hai mắt đỏ như máu, mắt trắng bộ phận thì biến thành đen thui vẻ. Nhìn như, thật là liền giống như yêu ma vậy. Phần Võ Lăng hiện ra cái này mặt mũi sau đó, thanh âm cũng thay đổi được khàn khàn bén nhọn, hắn hướng về phía khiếp sợ Phần Thiên Cương cười to nói, được, rất tốt, xem ra, ngươi là chết cũng không nguyện ý giữ bổn công tử nói đi làm. Ngươi, ngươi kết quả là thứ gì? Ta, Phần Võ Lăng huyết màu bên trong, hiện ra châm chọc ý, nói, ha ha, thành thật mà nói ta cũng không biết ta là thứ gì, dẫu sao, ta đã cắn nuốt quá nhiều người cùng bọn họ hợp làm một thể. Dĩ nhiên, vậy bao gồm chủ nhân của cái thân thể này, bị các ngươi gọi là Phần Võ Lăng người. Cái gì? Bất quá, hắn là ta sớm nhất dung hợp người, ta cùng hắn suy nghĩ, cũng dung hợp một thể, phải nói ta là Phần Võ Lăng, cũng không coi là sai chứ. Ha ha, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Rất nhanh, con gái ngươi, cũng phải trở thành ta một phần, đến lúc đó, ngươi cũng muốn nhìn như vậy con gái ngươi sao? Phần Thiên Cương nghe vậy, ngay tức thì giận dữ, gầm hét lên, người cái này chán ghét xúc sinh. Người muốn đối với anh Nhi làm gì? Người nếu như dám đả thương anh Nhi, ta thề, ta phải giết ngươi. Hắn điên cuồng giãy giụa, hướng Phần Võ Lăng nhào tới, đem trên tường xích sắt, kéo được leng keng vang dội, nhưng là, tự nhiên không thể nào thật đem kéo đứt. Phần Võ Lăng khôi phục tướng mạo, thưởng thức Phần Thiên Cương điên cuồng hình dáng, vui vẻ cười to đứng lên nói. Ngươi lấy là, ta nhìn chúng thật sự là ngươi vậy cô con gái. Ha ha, loài người người phụ nữ, có cái gì tư cách bị ta vừa ý? Ta muốn chính là cửa Phần Thiên tộc luân hồi huyền bi. Người phụ nữ kia chẳng qua là tiền đặt cuộc mà thôi. Nói, luân hồi huyền bi kết quả ở đâu? Phần Thiên Cương sững sốt một chút, diễn cảm cổ quái nói, ngươi nói gì sao? Ta không rõ ràng. Không rõ ràng, không quan hệ. Ngươi như không nói cho ta luân hồi huyền bi tung tích, ta thề, con gái ngươi sẽ vĩnh viễn trong thống khổ tuyệt vọng. Dứt lời, hắn cũng sẽ không để ý không ngừng gào thét Phần Thiên Cương, xoay người rời đi hầm giam, đồng thời, hắn thần sắc vậy hoàn toàn âm trầm xuống, lộ vẻ được bộc phát khủng bố. Năm đó, Phần Võ Lăng tiến vào chỗ kia đánh rơi chi địa sau đó, liền gặp phải một loại kỳ dị tà ma tập kích, vậy tà ma tựa hồ muốn phải chiếm đoạt hắn. Cũng không biết xảy ra điều gì bất ngờ, đưa đến Phần Võ Lăng thần hồn cùng tà ma thần hồn lại dung hợp thành một thể. Hơn nữa, Phần Võ Lăng lấy được vậy tà ma thiên phú thần thông. Cũng chính là dựa vào loại năng lực này, hắn mới có thể cảm ứng được luân hồi huyền bi đại khái tung tích. Và Phần Thiên tộc có liên quan, còn như bí cảnh tương lai. Nghĩ đến vậy hai ông già đối với mình cái nhìn, Phần Võ Lăng không chỉ có lộ ra vô cùng là nụ cười châm chọc. Bất quá là một ít con kiến hôi thôi, có cái gì tương lai có thể nói. Bất quá, tạm thời, hắn còn không thể không ẩn núp một đoạn thời gian, ở hắn có đủ thực lực trước. Bên trong cung điện một nơi khuê phòng bên trong, một người tướng mạo cùng một vậy Phần Thiên tộc cô gái không cùng, nhìn như ôn hòa thanh thuần thiếu nữ, ngồi ở trong phòng. Nàng cặp mắt sưng đỏ, tươi đẹp trên gương mặt, còn treo hai đạo nước mắt, mặt đẹp bên trên tràn đầy sầu bi cùng thống khổ. Phần Anh mặc dù bề ngoài nhìn như tựa hồ có chút mềm yếu, nhưng trong xương, thậm chí so dũng mãnh bên trong tộc cô gái, hơn nữa mạnh hơn nữa cương ngạnh. Có thể mấy ngày qua, nàng cũng không so vô cùng ủy khuất. Nàng bị Phần Võ Lăng nhốt ở cái này trong phòng, mặc dù không xem Phần Thiên Cương như nhau, thừa nhận trên thân thể hành hạ, có thể nàng bên trong tim, cũng không so được đau khổ. Nàng nhìn như mặc dù mềm yếu. Nhưng hạ định quyết tâm bỏ mặc lúc nào đều không dựa vào người khác. Có thể hiện tại, nàng nhưng đặc biệt muốn một cái bả vai để cho mình dựa vào. Mấy ngày qua, nàng cũng không biết vì sao sẽ nhớ tới người thanh niên kia. Phụ thân đem nàng đưa cho Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần một đêm kia chưa từng chạm qua mình. Thậm chí vô cùng tôn kính mình. Chính là cái này loại thân sĩ hành vi, không ngừng ở nàng trong lòng lên men. Một khắc kia. Nàng rõ ràng, cái này loại người đàn ông có lẽ chính là hắn tìm. Phần Anh biết, theo Diệp Thần tính cách, cho dù Phần Võ Lăng là có đối kháng thái hư thiên tài siêu cấp, cho dù ở Phần Võ Lăng sau lưng,
là bí cảnh cường đại nhất trưởng lão hội, Diệp Thần vậy sẽ không để ý hết thảy cùng bọn họ đối với. Nàng không muốn như vậy, mặc dù nàng biết, Diệp Thần rất nghịch thiên, nhưng lý trí nói cho nàng, bây giờ Diệp Thần, đừng bảo là trưởng lão hội, thậm chí rất có thể không phải phần võ lăng đối thủ. Nàng tình nguyện đi chết, nếu không phải, trưởng lão hội lấy toàn bộ phần thiên tộc uy hiếp nàng, phần anh đã sớm tự mình kết thúc, để bảo đảm trong sạch. Đột nhiên, cót két một tiếng, cửa phòng mở ra. Phần võ lăng mặt lộ vẻ văn nhã mỉm cười, đi vào trong phòng. Phần anh mắt đẹp bên trong, thoáng qua rõ ràng vẻ chán ghét, thần sắc lạnh như băng cực kỳ. Thế nào, phần anh tiểu thư, xem ngươi dáng vẻ, thật giống như không quá cao hứng. Là cái này gian phòng, ở không có quen sao? Phần anh cười lạnh nói, phần võ lăng, ngươi không muốn uổng phí thời gian, ta nói qua, trong tim ta đã có thích đàn ông, ngươi hết hy vọng đi. À, phải không, phần võ lăng lơ đễnh nói, bất quá vậy thì thế nào? Ngươi lấy là, ngươi thích hữu dụng sao? Phần anh tiểu thư, mời ngươi thực tế một chút, ta bây giờ là bí cảnh tương lai, trở thành phụ nữ của ta, cho dù là thiếp, cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, trong bí cảnh, không biết có bao nhiêu đàn bà cướp trở thành vợ ta. Mà phần anh chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nói cũng lười được nói nhiều một câu, nàng phát ra từ nội tâm xem thường phần võ lăng người như vậy, mặc dù Diệp Thần vậy giống vậy cường thế, thậm chí bá đạo, nhưng là, nàng biết Diệp Thần vĩnh viễn sẽ không dùng mình thân phận, thực lực, cưỡng bách một người cô gái nhượng bộ với mình. Cái này, chính là phần võ lăng cùng Diệp Thần bản chất khác biệt. Phần võ lăng không khỏi được có chút hiếu kỳ nói, người thích người kia gọi là làm Diệp Thần chứ. Đến từ Huyền Nguyệt Tông, chẳng lẽ ta thực lực không thể so với hắn mạnh, ta tiềm lực không thể so với hắn mạnh, chẳng lẽ hắn là bị thần quốc chọn chúng vạn cổ yêu nghiệt. Nghe nói hắn có thể vượt cấp mà chiến, ta ngược lại có chút hứng thú. Nói tới chỗ này, phần anh thần sắc chợt biến đổi. Mà phần võ lăng thanh âm, vậy bỗng nhiên lạnh ba phần nói, không biết, nếu như ta tìm tới Huyền Nguyệt Tông, yêu cầu cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Vị này Diệp huynh có thể hay không vượt cấp chiến thắng ta ư? Ừ, ngươi cho là có một cái Huyền Nguyệt Tông, là có thể bảo được hắn. Ha ha, phải biết, đại trưởng lão và nhị trưởng lão vì ta, sẽ không tiếc phát động toàn tộc lực, cùng Huyền Nguyệt Tông khai chiến. Phần anh gấp giọng nói, ngươi nói gì sao? Cái này chuyện không liên quan hắn. Nàng mắt đẹp bên trong tất cả đều là tức giận, thậm chí đều có muốn cùng phần võ lăng liều mạng ý kiến. Phần võ lăng thần sắc trầm xuống, mặc dù hắn xem trọng chẳng qua là luân hồi huyền bi thôi, nhưng là hắn gần đây cực kỳ kiêu ngạo, đến lúc này, phần anh lựa chọn vẫn còn là Diệp Thần, mà không phải mình. Đây đối với phần võ lăng mà nói, giống như là bại bởi một con chó, một con heo như nhau. Thấy phần võ lăng thần sắc, phần anh tim vậy hoàn toàn xách lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền tới, cả tòa làm bằng đá cung điện. Đều là một hồi run rẩy. Phần võ lăng hơi biến sắc mặt, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Một đạo vô cùng cái lạnh như băng, bá đạo, vô cùng cái xuyên thấu lực thanh âm nam tử, ở cả tòa làm bằng đá cung điện bên trong không ngừng vang vọng. Phần võ lăng, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe được thanh âm này ngay tức thì, phần anh cặp mắt, lập tức ươn ướt. Thanh âm này, nàng quá quen thuộc. Đây là vô số lần xuất hiện ở nàng trong mộng thanh âm nam tử. Diệp Thần, lại tới thật. Phần võ lăng sững sốt một chút, ngay sau đó anh Tuấn gương mặt bên trên, hiện ra lau một cái vô cùng là nụ cười tà dị. Hắn thân hình thoát một cái, cả người liền từ phần anh trong phòng biến mất, xuất hiện ở phía ngoài cung điện trên quảng trường. Mà đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cũng là ngay lập tức bây giờ liền đi tới quảng trường. Trên quảng trường. Đứng một tên chàng thanh niên, tay cầm một chuôi đen nhánh trường kiếm, đứng ngạo nghễ, cả người kiêu căng đằng đằng, cho dù ở cái này bí cảnh cường giả tụ tập trưởng lão hội, vậy không có chút nào thu liễm ý kiến. Chính là Diệp Thần. Phần võ lăng nguyên bản hắn trên mặt còn mang nghiền ngẫm nụ cười, nhưng mà làm hắn thấy Diệp Thần ngay tức thì, nụ cười kia, liền đóng kết. Một khắc sau, vậy mở ra anh Tuấn gương mặt bên trên, lóe lên mừng như điên, triệt triệt để mừng như điên. Gần như mất lý trí mừng như điên. Hắn cảm giác được Diệp Thần huyết mạch trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí phun trào ra ma khí. Cái này loại thân xác đối với tà ma mà nói,
quá chân quý. Chân chính bảo bối, là trước mắt Diệp Thần à. Phần Võ Lăng cặp mắt bên trong, lập tức liền tràn ngập vô cùng là khát vọng thần sắc tham lam, nếu là có thể cắn nuốt Diệp Thần, hắn đem có như thế nào thực lực kinh khủng đâu. Nửa bước thái hư, thậm chí thái hư cảnh. Cái này Diệp Thần, nhất định chính là Thượng Thiên đưa tới một phần đại lễ à. Nhìn Phần Võ Lăng thần sắc, Diệp Thần cũng không khỏi hơi cau mày, người này ánh mắt rất quái dị, thật là không giống là loài người ánh mắt. Càng giống như là vậy ma tộc mở vạn ma đất thượng cổ tà ma ánh mắt. Diệp Thần ngưng mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói, người chính là Phần Võ Lăng. Phần Võ Lăng khóe miệng nâng lên một chút nụ cười khinh thường, nói, ngươi là Diệp Thần. Làm sao, là tới uống ta và anh nhi rượu mừng. Diệp Thần huyết mạch lực, mặc dù rất mạnh, nhưng là, hắn tu vi bất quá là tinh khiếu cảnh, Phần Võ Lăng thân trong lòng tuyệt thế huyết mạch, ở thái hư dưới, chính là vô địch tồn tại. Anh nhi cũng là ngươi có thể gọi. Diệp Thần trong mắt bên trong, sát ý chớp động, cả người hơi thở cuồn cuộn, nếu biết đối phương thân phận, liền không có gì để nói, hắn cho tới bây giờ không phải một cái yêu nói nhảm người. Đối với loại người như vậy, hắn sẽ không nói nhiều một chữ. Và một cái tức đem người phải chết, nói lại hơn thì có ích lợi gì. Hắn muốn trực tiếp ra tay, đem giết chết. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị ra tay lúc đó, một đạo thanh âm cô gái, đột nhiên vang lên. Diệp Thần, thật sự là ngươi. Phần Anh thở hồng hộc, nghe được Diệp Thần thanh âm sau đó, nàng liền liều mạng chạy ra, nàng mặt đầy kích động, lại không có so lo âu hô, Diệp Thần. Đi mau. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía tên kia ôn hòa thanh thuần thiếu nữ, nguyên bản một phiến tròng mắt lạnh như băng bên trong, nhiều một phần nhu tình cùng thương tiếc. Hắn hướng về phía Phần Anh mỉm cười nói, yên tâm, có ta ở đây, ai đều không cách nào cưỡng bách ngươi. Phần Võ Lăng nghe vậy, vui vẻ cười to đứng lên, thứ không biết chết sống, chính là tinh khiếu tu vi, liền phong cũng không có cửa bước vào, thật lấy vì mình vô địch. Đại trưởng lão, đem phế vật này bắt giữ, đừng giết chết, hắn đối với ta hữu dụng. Nhưng mà, trả lời hắn, chỉ có yên lặng. Chuyện gì xảy ra? Phần Võ Lăng nhướng mày một cái này hai người thái hư ông già, không nên coi thường mình yêu cầu à? Diệp Thần sắc mặt rét lạnh nhìn Phần Võ Lăng, cười lạnh nói, ha ha, bắt giữ ta. Bọn họ dám không? Phần Võ Lăng quay đầu lại, chỉ gặp đại trưởng lão và nhị trưởng lão, lúc này lại là đầy mặt vẻ lúng túng, đồng thời, còn có vô cùng khiếp sợ cùng khó tin. Đại trưởng lão đối với Phần Võ Lăng ánh mắt, sắc mặt có chút khó coi nói, Võ Lăng, ta không thể đối với người này ra tay. Phần Võ Lăng sắc mặt trầm xuống nói, tại sao? Bởi vì, chúng ta phát hiện trên người hắn lại cũng có dấu vết. Hắn và thần quốc vậy có liên quan. Lúc này, trưởng lão hội các trưởng lão, đã lục tục đi ra. Đại trưởng lão nói ra những lời này ngay tức thì, cung điện này trước không khí, liền ngay tức thì động lại. Tất cả mọi người, bao gồm Phần Võ Lăng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, đều tràn đầy vô cùng rung động. Lần trước Diệp Thần bước vào, rõ ràng không có dấu vết. Nhưng là lần này thế nào sẽ có dấu vết cảm giác? Chẳng lẽ lại là một cái bị thần quốc chọn chúng thiên tài? Có thể bị thần quốc chọn chúng, đều là hàng tỷ bên trong chọn một vạn cổ yêu nghiệt à, cũng không phải là cái gì tùy ý có thể thấy được con mèo, con chó. Bọn họ sở dĩ đối với Phần Võ Lăng kỳ vọng như vậy cao, chính là cho rằng Phần Võ Lăng cơ hồ là bọn họ duy nhất có thể tiếp xúc được trung cực thiên tài à, nhưng ai có thể nghĩ đến hiện tại bọn họ trước mắt, lại xuất hiện một cái. Phần Võ Lăng, vậy hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Bị thần quốc chọn chúng thiên tài, chỉ bằng cái này tinh khiếu phế vật. Người như vậy, và hắn Phần Võ Lăng thuộc về cùng một tầng thứ thiên tài, chính là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Phần Võ Lăng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trên mặt hiện ra tàn nhẫn vẻ, hắn liếm môi một cái, hướng về phía Diệp Thần nói. Người có phải hay không lấy vì mình có thần quốc dấu vết, liền vạn sự đại cát, không người động được ngươi. Nguyên bản, người loại phế vật này là không xứng ta tự mình xuất thủ, bất quá, vì để tránh cho có người lầm lấy vì ngươi ta bây giờ thuộc về cùng một tầng thứ, bổn tôn liền phá ví dụ một lần. Để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là vạn cổ yêu nghiệt đi. Hy vọng, ngươi không phụ lòng trên mình ngươi dấu vết, không muốn tùy tùy tiện tiện chết.
ầm một tiếng, một đạo đen nhánh ma khí, từ phần võ lăng trên mình, bộc phát ra. Phần võ lăng nghiêm túc quát một tiếng, phách ma thân thể, mở. Đen nhánh ma khí bên trong, phần võ lăng thân hình, cực nhanh bành trướng, cả người tràn đầy kinh khủng lực lượng. Nhưng là, đây vẫn chưa kết thúc. Yêu máu rồng mạch, mở. Biển máu thân thể, mở. Thánh kim máu, mở. Theo phần võ lăng quát chói tai tiếng, Diệp Thần ánh mắt, vậy dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng cùng vẻ khiếp sợ. Cái này phần võ lăng, lại liên tục thi triển hơn loại huyết mạch lực. Khó trách, nói hắn có thể so với thái hư thực lực. Phải biết, phần võ lăng mở ra những huyết mạch này, không có một loại là cấp thấp à. Người bình thường, có thể có được trong đó một loại huyết mạch, đã là tiềm lực cực mạnh thiên tài, đồng thời có 13 cửa, vậy đơn giản là vượt qua suy nghĩ cực hạn. Trên thế giới, làm sao có thể tồn tại người như vậy? Mà phần võ lăng mặc dù bị trưởng lão hội, coi là bí cảnh tương lai, nhưng là, bọn họ vậy không chân chính gặp qua phần võ lăng ra tay à? Đáy lòng, không khỏi hay là đối với vị này bị thần quốc chọn chúng thiên tài ôm chút hoài nghi. Mà làm phần võ lăng toàn lực ra tay, mở ra 13 cửa huyết mạch ngay tức thì, cái này trên quảng trường các trưởng lão, chấn động tủng được ngay cả hô hấp đều quên. Hoài nghi trong lòng, hoàn toàn tiêu tán. Yêu nghiệt, triệt triệt để yêu nghiệt. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc của bọn họ hoàn toàn buông lỏng xuống, đồng thời, còn có vô cùng kích động. Vốn là, bởi vì Diệp Thần xuất hiện, bọn họ còn có chút lo lắng, phần võ lăng sẽ hay không là Diệp Thần đối thủ. Dẫu sao, Diệp Thần ở trên cao lần đấu võ đại hội trên biểu hiện quá kinh diễm. Nhưng làm phần võ lăng, thi triển ra thực lực chân chính sau này, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tin tưởng, cho dù ở bị thần quốc chọn chúng vạn cổ yêu nghiệt bên trong, phần võ lăng cũng là cao cấp nhất như vậy à. Thậm chí, có thể ở trong thần quốc cũng được dài là cường giả đứng đầu tồn tại à. Bí cảnh lại phải quật khởi. Lúc này phần võ lăng, khí tức cường đại vô cùng, thậm chí so thông thường nửa bước thái hư cường giả, còn muốn càng kinh khủng hơn mấy phần, thân hình, vậy cao lớn vô cùng. Hắn đối với huyết mâu bên trong tràn đầy vẻ trào phúng, mắt nhìn xuống Diệp Thần, cười lạnh nói. Hiện tại, người còn xác định mình có thể giết được ta sao? Diệp Thần không nói gì, chỉ là ở trong lòng đối với Phong Thanh Dương nhàn nhạt hỏi, sư tôn, người này ngược lại là và Lâm Tuyệt Long có chút giống, bất quá trên người hắn mà tính mạnh hơn, đây là vì cái gì? Yên lặng thật lâu Phong Thanh Dương nghe được Diệp Thần thanh âm, vậy dần dần mở miệng. Nếu như ta không đoán sai, người này đã bị tà ma chiếm đoạt. Trừ ma tộc vạn ma chi địa, linh võ đại lục thật ra thì có rất nhiều tà ma tồn tại, trong cơ thể hắn chính là một đầu. Đúng rồi, những ngày qua ta không có xuất hiện, chính là bởi vì ta đang ngưng tụ còn dư lại ba kiếm. Lục đạo kiếm, người bất quá thi triển ba kiếm, còn có ba kiếm mới thật sự là nồng cốt tồn tại. Ba kiếm sau này, ta cũng nên tiêu tán. Diệp Thần hơi ngẩn ra, vậy ba kiếm mạnh mẽ hắn nhưng mà lãnh giáo. Kết quả sau ba kiếm mạnh hơn. Chẳng lẽ có thể chống lại thái hư tồn tại? Mấu chốt mình bây giờ có thể thi triển sao? Phong Thanh Dương tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, cười nói, đồ nhi, cũng quá xem nhẹ xem thường mình chứ. Người khác huyết mạch thể chất, ở chư thiên vạn giới không hề hiếm thấy, ta sở dĩ như vậy coi trọng ngươi thể chất. Thậm chí hoài nghi xuất thân của ngươi nhất định bất phàm, là bởi vì ngươi là vạn giới mạnh nhất huyết mạch. Luân hồi huyết mạch. Mà hắn, ha ha, bất quá là có thể từ như vậy mạnh mẽ huyết mạch bên trong, đổi thành một phần chia tiến vào mình trong cơ thể mà thôi. Hơn nữa, bàn về tiềm lực, so chân chính huyết mạch, kém xa. Diệp Thần gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nhiều hơn nữa huyết mạch gia trì, thì có ích lợi gì? Rác dưới như thế nào đi nữa gia trì, vậy không thay đổi được hắn bản chất. Phần võ lăng gặp Diệp Thần yên lặng, trong mắt sát ý, khinh thường hơn nữa đậm đà, mới vừa rồi còn như vậy phách lối, hiện tại, thấy mình triển hiện thực lực sau đó, liền nói không ra lời. Ha ha, sợ là đã rơi vào sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong liền đi. Hắn nơi nào biết Diệp Thần là bởi vì là hắn quá yếu, mà không để được chút nào hứng thú. Cho nên lãnh đạm, coi thường chi. Phần võ lăng nâng lên tay, quyền ý ngưng tụ, lực lượng gào thét, ma khí cuồn cuộn, yêu sát ngất trời,
kim mang lớn bắn. Quyền không phát ra, hắn quyền uy đã đè được người không thở nổi. Hắn không có đánh coi là toàn lực ra tay, dẫu sao, nếu như Diệp Thần chết, từ trên thi thể hấp thu huyết mạch, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Cầm hắn đánh cho thành xương cốt toàn thân nghiền, liền xong hết rồi chứ. Một tất cả trưởng lão thấy vậy, trên mặt đều là hiện ra sợ hãi, vẻ ngưng trọng. Phần võ lăng một quyền này, thật là mạnh, không chỉ là hắn kinh khủng kia thân thể bên trong, ẩn chứa nghịch thiên lực lượng, phần võ lăng tu võ thiên phú, cũng là yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Một quyền này quyền ý bên trong, biến hóa vạn đoan, tựa hồ có rồng, có ma, như núi vàng vậy nặng nề cứng rắn, một quyền bên trong lại tựa như có thể dạo rực ra cuồn cuộn biển máu, vô số hải cốt. Một quyền này cảnh giới, không thể nghi ngờ đã chạm đến Thái Hư. Thái Hư nhưng mà linh võ đại lục rất nhiều cường giả, cả đời đều không cách nào chạm tới cảnh giới à. Đối mặt phần võ lăng một quyền này, tại chỗ rất nhiều trưởng lão, thậm chí cũng không có đem cầm có thể hoàn hảo tiếp. Đây chính là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, Diệp Thần thần sắc, vẫn là một phiến lãnh đạm, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Nếu là không có bước vào vạn ma chi địa, hắn cố nhiên không địch lại. Nhưng là từ vạn ma chi địa đi ra, hắn có thể chiến Thái Hư. Ngay tại phần võ lăng sắp ra tay lúc đó, một đạo bóng đẹp chớp mắt. Một người thon nhỏ, ôn hòa cô gái đột nhiên chắn Diệp Thần trước người. Nàng nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đẹp bên trên là kiên định, đối mặt hơi thở khủng bố, một cái hô hấp cũng có thể diệt giết mình phần võ lăng, vậy không có chút nào dao động kiên định. Phần anh ngăn ở Diệp Thần trước người, không có chút nào cầu ý cùng chi phần võ lăng đối mặt. Nàng biết, hiện tại để cho Diệp Thần đi đã không còn kịp rồi. Như vậy, nàng thân là chuyện này chủ nhân, ít nhất phải cùng Diệp Thần cộng sinh chết. Muốn giết Diệp Thần, thì phải trước từ nàng trên thi thể bước qua. Nguyên bản, một mực thần sắc ung dung Diệp Thần rốt cuộc thay đổi, hắn vậy nghe tiếng mây nhạt gương mặt bên trên, lóe lên một vẻ lo âu, một chút sợ hãi. Hắn sợ phần anh bị thương. Đồng thời ánh mắt bên trong hàn mang, đang điên cuồng ngưng tụ, co rúc lại. Hắn không có ra tay, mà là ở tích tụ lực lượng. Bởi vì hắn phải bảo đảm một kích giết chết phần võ lăng, để cho hắn không có chút nào thương tổn tới phần anh cơ hội. Mà phần võ lăng, chính là con người co rúc một cái. Huyết mâu bên trong, tức giận tung tóe, cơ hồ đều muốn hoàn toàn cháy. Đến lúc này, tiện nhân này, lựa chọn còn không phải là mình. Mà là lựa chọn một cái chỉ có thể ở trước mặt mình, bị mình thực lực rung động, nói đều không nói được phế vật. Đáng chết, quá đáng chết. Đột nhiên bây giờ, phần võ lăng trên mặt, thoáng qua một chút tà ác cùng đùa cợt. Nếu, tiện nhân kia như vậy si tình, không đùa bỡn một chút, há chẳng phải là đáng tiếc. Phần võ lăng, thích làm nhất chính là phá hủy trên thế giới này, những cái kia chân thành, tốt đẹp cảm tình. Phần võ lăng quyền ý nhập vào xuất ra, nhưng thủy chung không có bùng nổ, hắn nhìn phần anh, cười lạnh nói. Được a, giỏi một cái si tình cô gái à, muốn chết vì tình. Thật là làm cho ta phần võ lăng bội phục, ừ. Đã như vậy, nếu như ngươi chịu ở ta trước mặt nhảy một bản, ta vậy không phải là không thể xem ở ngươi mặt mũi, thả qua cái này con kiến hôi, ngươi thấy thế nào? Phần anh sững sốt một chút, nhảy một bản. Chỉ đơn giản như vậy, mặc dù, nàng bên trong tim căn bản không tin phần võ lăng nói mỗi một chữ, nhưng nếu là thật có cơ hội có thể để cho Diệp Thần còn sống, cho dù là một phần vạn, ngàn một phần vạn, nàng cũng không muốn buông tha. Thấy phần anh vậy thần sắc do dự, phần võ lăng nụ cười, nồng nặc hơn, có thể hắn giọng, nhưng bỗng nhiên băng lạnh xuống nói, dĩ nhiên, được lộ ra ngươi thành ý, cởi hết, ở chúng ta trước mặt khiêu vũ, ha ha, ngươi hẳn không ngại chứ. Dẫu sao, giống như là ngươi như thế hèn mọn đồ đê tiện, loại chuyện này hẳn cũng thói quen liền chứ. Phần võ lăng lời vừa nói ra, phần anh mặt đẹp lập tức trắng bệch, nàng ánh mắt mặc dù vẫn kiên định, nhưng là mắt đẹp chỗ sâu, nhưng toát ra vô cùng bị thương thần sắc. Cô gái nào nghe được như vậy sẽ không bị thương tim. Đặc biệt là xem phần anh như vậy thanh thuần cô gái, lại bị người ngay trước mọi người gọi là đồ đê tiện, nàng có thể không bị thương, có thể không ủy khuất. Sau này như thế nào lại đối mặt mọi người? Có thể một tất cả trưởng lão nghe vậy, nhưng là mặt lộ vẻ một nụ cười,
bởi vì bọn họ biết phần anh cùng Diệp Thần quan hệ. Ban đầu cô nam quả nữ sống chung một phòng. Mấu chốt vẫn là đàng gái phụ thân chủ động đưa tới cửa. Mà hiện tại, phần Võ Lăng lại là muốn kết hôn phần anh, cho dù là cưới nàng làm thiếp, nếu như phần anh thật gả cho phần Võ Lăng, vậy nàng ở trước khi cưới liền cùng cái khác nam tử cấu kết, không phải phóng đãng đồ đê tiện là cái gì. Phần Võ Lăng huyết mâu, ngưng mắt nhìn phần anh tái nhợt mặt đẹp, cũng là đầy mặt sảng khoái, vẻ thỏa mãn. Ngươi không phải si tình sao? Ngươi không phải trinh tiết liệt nữ sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi biến thành vạn người phỉ nhổ đồ đê tiện. Trên cái thế giới này, sự thật là do cường giả quyết định, hắn phần Võ Lăng bây giờ là bí cảnh kiêu ngạo, là toàn bộ tộc nhân tương lai, bỏ mặc hắn nói gì, cũng không có người bất kỳ sẽ phản bác, chỉ sẽ thuận theo hắn suy nghĩ, hắn ý chí. Cho nên, hắn nói ngươi là đồ đê tiện, cho dù ngươi như thế nào đi nữa trinh tiết, cũng là đồ đê tiện. Loại cảm giác này, rất thoải mái. Thoải mái đến hắn không nhịn được, muốn cười ra tiếng. Nhưng mà, còn không có cùng hắn, thậm chí là bất kỳ một người nào phát ra tiếng cười, mặt mũi của bọn họ, liền cũng đọng lại. Bởi vì, một đạo kinh thiên kiếm mang, từ Diệp Thần trường kiếm trong tay bên trên, bộc phát ra. Tại chỗ không có ai thấy rõ Diệp Thần là làm sao xuất thủ, hắn động tác quá nhanh. Tựa như tay đều không nâng lên, đạo kiếm mang này liền vô căn cứ xuất hiện vậy, thậm chí liền hai người thái hư nhất tầng thiên ông già, bởi vì đem sự chú ý đặt ở phần Võ Lăng nói cùng phần anh trên nét mặt, cũng không kịp đối với Diệp Thần chém ra kiếm mang làm ra phản ứng. Một kiếm này xuất hiện ngay tức thì, nơi nào còn có bất kỳ người buồn cười, dám cười. Vậy đạo kinh khủng kiếm ý bên trong, ẩn chứa cực kỳ sát ý, thậm chí liền cái này một đám phong môn cường giả, đều phải làm run rẩy à. Vậy mà nói, lúc này đối mặt như vậy khủng bố, lớn mạnh như vậy một kiếm, phong môn cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể làm ra phản ứng, nhưng phần Võ Lăng, cũng không phải người bình thường. Trong cơ thể hắn 13 loại huyết mạch, đều là hắn hao tốn mấy chục năm thời gian, hao tổn tâm cơ nổi lên. Mỗi một loại, cũng có thể nói cực phẩm, ở những huyết mạch này ra chỉ dưới, hắn cảm giác, phản ứng, cũng tăng lên tới một người để cho người chấn động tủng không thuộc mình cảnh giới. Hắn vậy một đôi huyết mâu bên trong, vẻ hoảng sợ chợt lóe lên, liền lập tức chấn định lại, trong miệng phát ra điên cuồng hét lên, linh lực điên cuồng vận chuyển, mọi thứ quyền ý, hoàn toàn tách thả ra. Đối mặt Diệp Thần cái này cực kỳ kinh khủng một kiếm, hắn nơi nào còn dám nương tay, nơi nào còn dám chiếu cố được huyết mạch gì. Người chết rồi, còn muốn huyết mạch gì. Hắn không phải ngu xuẩn, hiểu được chọn lựa, cân nhắc, hắn biết mình xem nhẹ Diệp Thần, trước mắt nam tử này, không phải mình có thể nương tay đối phó tồn tại. Nương tay, chờ đợi hắn chỉ có chết. Một quyền này, có thể nói tươi đẹp tuyệt thế, tuyệt cảnh bên trong, phần Võ Lăng cũng đem cả người 13 loại huyết mạch, kích thích đến trình độ cao nhất, đánh ra đời người mạnh nhất một quyền. Quyền ra, không gian sụp đổ, mặt đất chấn động, gió cuốn vân động. Đánh ra quyền này, phần Võ Lăng vậy an tâm một ít, Diệp Thần mạnh hơn nữa, cũng không thể hoàn toàn phá hắn một quyền này chứ. Hơn nữa lấy hắn cường hãn thân xác ở huyết mạch ra trì hạ, nghịch thiên kia phòng ngự, năng lực khôi phục, cho dù Diệp Thần kiếm so mình cường thượng một phần, vậy không gây thương tổn được mình. Ầm một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kia giấu quyền, cùng băng lãnh kiếm mang va chạm cùng nhau. Không có mọi người tưởng tượng trình độ cao nhất đụng nhau, không có mọi người tưởng tượng lực lượng tương đương, vậy tuyệt mạnh kinh thế giấu quyền, liền giống như giấy dán vậy, ở kiếm mang trước mặt, phân là hai đoạn. Sắc sắc một tiếng, đó là kiếm mang chém nhập máu thịt bên trong thanh âm. Phần Võ Lăng thân thể to lớn, ngay tức thì bị chém được đảo phi nhi xuất, bạo xông ra máu tươi, thật là giống như là thác nước treo ngược vậy, ở trên mặt đất, để lại một cái đường máu thật dài. Âm một tiếng, phần Võ Lăng thẳng tắp bay ra 100 mét, mới đụng sụp một bức tường đá, dừng lại thân hình. Hắn lúc này nửa người trên cơ hồ bị chém thành hai đoạn, ánh mắt vô cùng ảm đạm, nào còn có trước kia uy thế. Vậy được thua thiệt hắn có 13 loại mạnh mẽ huyết mạch, mới không có bị trực tiếp chém thành hư không, nhưng là, vậy cách cái chết không xa. Nghẹt thở, để cho người nghẹt thở đến suy nghĩ tan vỡ. Liên đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều thừa ra, si ngu. Bọn họ cho là nhất tộc tương lai,
cho là nghịch thiên yêu nghiệt, nơi cho rằng, đang bị thần quốc chọn chúng thiên tài bên trong, vậy coi là cực hạn phần võ lăng, cứ như vậy đơn giản đánh bại. Vẫn bị một kiếm trong nháy mắt giết. Cái này, đây là thực tế sao? Không thể nào, căn bản không có thể à. Thật ra thì, cũng không quái phần võ lăng quá yếu, 13 loại tuyệt mạnh huyết mạch, coi như tiềm lực không bằng nguyên bản, vậy có thể nói nghịch thiên, đáng tiếc hắn gặp Diệp Thần. Một cái đỉnh trước chân đạp chu thiên linh võ và thần quốc đỉnh cấp nam tử. Phần Anh vậy sợ ngây người, ngây ngẩn nhìn trước mắt một màn, nàng biết, người đàn ông này rất mạnh, rất nghịch thiên, nhưng là đây cũng quá vượt quá mình tưởng tượng chứ. Đột nhiên, một kích kia dư lực, đợt khí lăn lộn. Nàng phát hiện mình thân thể bị tại chỗ tung bay. Ngay tại lúc này, một cái có lực cánh tay, vòng ở nàng vậy nhỏ yếu eo, đem ôm vào trong ngực. Phần Anh ngẩng đầu lên, vậy đôi tinh khiết mắt đẹp bên trong, ba quang lóe lên, giống như thế ngoại tiên cảnh bên trong, đắm chìm trong mây mù xuống một vũng nước hồ. Lúc này, vậy trên mặt hồ, phản chiếu lại một người anh tuấn nam tử, tràn đầy nhu tình gương mặt. Diệp Thần mặt lộ vẻ ôn nhu mỉm cười, nói, không cần phải làm cho này chút thô bỉ người ô ngôn uế ngữ mà thương tâm. Phần Anh cười, nhưng lại khóc, vui vẻ được khóc. Nàng mặt đẹp bên trên tràn đầy mừng rỡ, khéo léo gật đầu, nói, ừ, ta không có sao, cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Diệp Thần khẽ mỉm cười, làm hắn lần nữa nhìn về phía mọi người ở đây lúc đó, sắc mặt nhưng lại như là cùng biển máu hàn băng vậy, vô cùng được âm trầm, lộ ra sát cơ. Mặc dù, ngươi không cần để ý thứ rác rưởi này lời nói, nhưng là, dám can đảm làm nhục người ngươi, đều phải chết. Cảm nhận được Diệp Thần vậy gần như thực chất sát ý, mọi người mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, hấp hối phần võ lăng vậy rốt cuộc chậm qua một cái khí, suy yếu dù gì nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cứu. Cứu ta. Mà Diệp Thần cả người kim mang bạo tránh, sau lưng ma khí mở ra, dưới chân phong thần ngoa phát động, thân hình ngay tức thì biến mất, xông về phần võ lăng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay tức thì thân hình chớp động, lập tức chắn phần võ lăng trước người. Coi như phần võ lăng lại không bằng Diệp Thần, đó cũng là vạn cổ khó gặp yêu nghiệt à, lại là bổn tộc hy vọng, quyết không thể để cho hắn lại chết như vậy. Mặc dù, tại chỗ đại đa số trưởng lão, đều không cách nào đuổi theo Diệp Thần tốc độ, thậm chí cũng không thấy rõ hắn thân hình, nhưng là hai vị thái hư tồn tại, vẫn có thể làm được. Đại trưởng lão tay lộn một cái cầm một chuôi toàn thân tái nhợt cong cốt kiếm, cái này cốt kiếm bất ngờ là một chuôi vượt qua thật thần khí tồn tại, hơn nữa, hắn trên thân kiếm truyền ra một cổ vô cùng là đậm đà man hoang, khí tức hung ác. Đồng thời, đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, đôi mắt lập tức bộc phát ra một hồi mãnh liệt chói lọi, cả người hơi thở sôi trào, tinh huyết trong cơ thể cháy tản ra nhiệt độ cao, khiến cho được quanh người không gian đều vặn vẹo. Ồ, có ý tứ. Diệp Thần khóe miệng treo lên một chút cười nhạt, hắn nhìn ra được, đại trưởng lão này thi triển chính là phần huyết quyết. Xem uy lực, sử dụng ngọn lửa, phẩm cấp, hẳn so mình huyền diễm cao hơn không thiếu chứ. Đại trưởng lão này, vì cứu viện phần võ lăng, cũng là liều cái mạng già. Hắn đoạn quát một tiếng, linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, không giữ lại chút nào ra tay. Vậy cốt kiếm bên trên, lại là ở đại trưởng lão linh lực kích động dưới. Ngay tức thì truyền ra muôn vàn ác thú gầm thét. Một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên đại mãng hư ảnh, hoành thiên ra. Chăn lớn đỉnh đầu mang một cây một sừng, giống như cong kiếm, mãng ảnh di động bây giờ, không gian vô tận sụp đổ, vậy cong kiếm vậy sừng dài, mang trình độ cao nhất ác liệt kiếm mang, xuất hiện ngay tức thì, liền trời cao bên trong cuồn cuộn mây trắng, đều bị kiếm ý này chém thành hư không, có thể gặp một kiếm này có kinh khủng dường nào. Thái hư nhất tầng thiên trình độ cao nhất nhất kích, cho dù là Diệp Thần, chống cự vậy sẽ bị thương chứ. Mặc dù như vậy có thể sẽ đưa tới thần quốc lửa giận, nhưng là đại trưởng lão lúc này cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Nếu như phần võ lăng chết, như vậy bí cảnh liền hoàn toàn không có tương lai à, còn không biết muốn ở nơi này nhỏ hẹp đất đai bên trên, yên lặng nhiều ít năm. Vì nhất tộc tương lai, hắn phải mạo hiểm. Vì ngăn cản một kiếm này. Diệp Thần liền không cách nào công kích sắp chết phần võ lăng. Mà thừa dịp cái này cơ hội, nhị trưởng lão liền có thể đem phần võ lăng cứu đi.
Đại trưởng lão hướng về phía nhị trưởng lão nháy mắt, nhị trưởng lão ngầm hiểu, nắm lên phần võ lăng, thì phải tạm thời thoát đi, cùng đem phần võ lăng mang tới chỗ an toàn nói sau. Có thể một khắc sau, để cho đại trưởng lão và nhị trưởng lão vô cùng khiếp sợ một màn, xuất hiện. Diệp Thần, lại là mặt lộ vẻ cười nhạt đón đạo kiếm quang kia, vọt lên. Thậm chí, liền ra tay công kích, liền phòng ngự chuẩn bị, cũng không có à. Đây là phải lấy thân xác chống cự đây tuyệt đời kinh khủng nhất kích à. Đại trưởng lão lần này, vậy hoảng hồn. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ né tránh, sẽ phòng ngự, nói như vậy, lấy Diệp Thần trước triển hiện thực lực, hẳn còn chưa đến nỗi bị hắn một kiếm chém chết, nhưng là nếu như Diệp Thần không phòng ngự nói, hẳn phải chết à. Diệp Thần muốn là thật đã chết rồi, như vậy thì không có bất kỳ chỗ chống điều đình, thần quốc thần sứ ắt sẽ chế tài tại hắn. Thậm chí liên lụy toàn bộ bí cảnh. Bất quá, đại trưởng lão cũng là một cái tàn nhẫn người, hắn ánh mắt chợt trầm xuống, đã như vậy, dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Bắt cái này cơ hội, hoàn toàn chém giết Diệp Thần. Cho dù bí cảnh diệt, chỉ cần phần võ lăng còn sống, không coi là thật diệt. Phần võ lăng có dấu vết, thần quốc thần sứ cho dù muốn tiêu diệt bí cảnh, cũng sẽ không giết hắn. Như vậy, bổn tộc ắt phải còn có quật khởi một ngày. Còn nếu là chỉ cần tự mình hy sinh tánh mạng, đổi lấy Diệp Thần chết, lớn như vậy trưởng lão cam tâm tình nguyện. Hắn biết, hiện tại Diệp Thần tương đương với và phần võ lăng kết thù, và bí cảnh mạnh nhất thiên tài kết thù, cho dù ngày hôm nay cứu phần võ lăng, thả đi Diệp Thần, tương lai Diệp Thần vậy nhất định sẽ trở thành là bí cảnh quật khởi, uy hiếp lớn nhất. Diệp Thần ánh mắt chớp động. Vốn là hắn còn muốn để cho đại trưởng lão hốt hoảng, xuất hiện sơ hở, nhưng là dấu vết quả nhiên cũng không phải vạn năng, chỉ cần đối phương nguyện ý liều chết, thậm chí bất kể hậu quả giết ngươi, dấu vết liền giống như không có tác dụng. Lúc này, kiếm kia mang biến thành chăn lớn, đã xuất hiện ở Diệp Thần trước người, ngay tại sắc bén sắp chém nhập Diệp Thần thân thể nháy mắt tức thì, một đạo xương trắng, từ Diệp Thần trong cơ thể cuồng trào ra. Xương mù hóa thần thông. Giao một tiếng liệt hưởng, vậy kinh thiên kiếm mang, từ xương trắng bên trong xuyên thủng mà qua, đem mặt đất cũng chém ra một đạo vô cùng thâm thúy rãnh. Đại trưởng lão ngay tức thì ngẩn ngơ, nhưng là, lúc này hắn sát ý đã quyết, suy nghĩ điên cuồng vận chuyển dưới, trong thoáng qua liền nhận ra Diệp Thần thi triển thần thông, lúc này điên cuồng hét lên, bắt lại phần anh. Mặc dù, hắn không rõ ràng một người là làm sao có ở thần quốc cũng khá là hiếm thấy xương mù hóa thần thông. Nhưng hắn biết, thi triển xương mù hóa thần thông, thì có nhất định hạn chế, lúc này chỉ cần bức bách Diệp Thần ra tay, hắn thì nhất định phải hiện hình. Phần anh, không phải là tốt nhất con mồi sao? Phong môn đỉnh cấp các trưởng lão, lúc này kịp phản ứng, trong đó ba người liền lập tức hướng phần anh phóng tới. Mặt đầy tàn khốc, mà còn dư lại bốn tên trưởng lão nhưng là do dự. Lý do rất đơn giản, cho dù bọn họ bởi vì phần võ lăng tồn tại. Mà không ưa không chịu nghe từ bổn tộc an bài, vì nhất tộc tương lai vứt bỏ tình cảm cá nhân phần anh, thậm chí sẽ cười nhạo nàng, nhưng, phần anh dẫu sao vẫn là bí cảnh tộc nhân à. Vẫn là bọn họ hậu bối, thậm chí ở phần anh lúc nhỏ, cái này mấy tên trưởng lão còn ôm qua nàng à. Để cho bọn họ thật đối với phần anh thống hạ sát thủ, bọn họ có chút không làm được. Bất quá, phần anh tu là căn bản không tính là quá cao. Ba tên phong môn cường giả toàn lực ra tay, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đừng nói ba tên, một người phong môn võ giả, một cái hắt hơi, cũng có thể đem phần anh tiêu diệt à. Sương mù hóa bên trong Diệp Thần, sắc mặt trầm xuống, lúc này hiển lộ thân hình, đồng thời, ở hắn quanh thân hiện ra năm chuôi nhìn như hơi có vẻ xù xì, nhưng lên minh in vô số phủ văn, cũng tản ra quỷ dị chập chờn trường kiếm. Hồn khí ra. Mặc dù Diệp Thần còn có mấy trăm chuôi hồn khí, nhưng là, cho dù lấy hắn thần hồn mạnh, đồng thời sử dụng qua nhiều hồn khí, vẫn là sẽ sinh ra gánh vác. Nhanh, Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, vô cùng thần hồn lực phun trào, vậy năm chuôi hồn khí, ánh sáng bạo tránh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng không cùng phương hướng bay đi. Sát ý đầy trời. Giờ khắc này, hồn giết phi tôn. Đồng thời thi triển năm chuôi hồn khí. Đối với thần hồn sẽ sinh ra giá cực lớn. Nhưng Diệp Thần không hối hận. Cùng lúc đó, huyết linh tộc chỗ sâu. Một tòa thần bí chi cốc.
Đây là huyết linh tộc chỗ sâu nhất cấm địa. Trừ huyết linh tộc đại năng và người thần quốc, không có ai có tư cách bước vào. Mà vào thời khắc này, một đạo thân thể mềm mại không ngừng lóe lên. Người này chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết không có thời gian đầu tiên đi ma tộc, mà là lựa chọn đi tìm hiểu thần quốc và huyết linh tộc quan hệ. Nàng thậm chí biết, huyết linh tộc chỗ sâu, bị kẹt trước thần quốc đều phải kiêng kỵ tồn tại. Nàng hơi thở che đậy. Lừa gạt được hết thảy người. Nàng lặng lẽ tiến vào thần ma cốc, không có bất kỳ cấm chế, cực kỳ ung dung. Nàng mơ hồ nhìn thấy từng đạo xiềng xích. Nàng muốn sâu hơn nhập. Nhưng là, đột nhiên, nàng luân hồi tinh thạch lóe lên. Một cổ to lớn nguy hiểm phun trào. Bị người phát hiện. Nàng vội vàng bóp động chú pháp, nhưng mà, ở bóp động lúc đó, nàng nhìn thấy thần ma cốc chỗ sâu nhất. Nàng vậy thanh đẹp trong mắt tựa như gặp được cực kỳ kinh người chuyện. Người nào? Mấy người mặc cẩm y khí tức cường đại người đột nhiên mở miệng. Những người này chính là từ thần quốc bước vào huyết linh tộc cường giả. Hạ Nhược Tuyết mặc dù có băng kiếm thánh vương thuật pháp. Nhưng là muốn lừa gạt được cái này loại cực mạnh cao thủ căn bản không có thể. Thần quốc lần này phủ xuống đều là thái hư cảnh. Làm sao dung chuyển? Hạ Nhược Tuyết con ngươi trầm xuống, cảm giác nguy cơ bọc tới. Nàng nhớ lại băng kiếm thánh vương giao phó, không do dự nữa, trực tiếp dùng băng kiếm thánh vương để lại cho nàng đường lui. Có thể lập tức trở lại vạn kiếm đế cung. Dưới mắt cái này bắt được tin tức vậy là đủ rồi. Chuyến này không uổng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi. Nhưng mà, nàng còn chưa vận dụng, một cổ cường đại cấm chế lực liền phong tỏa Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết vậy đạo lá bài tẩy, tại chỗ vỡ vụn. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch, không có vật này, nàng làm sao ngay tức thì đi vạn kiếm đế cung. Đáng chết! Mà ngay lúc này, một cái khí tức cường đại người đàn ông trung niên xuất hiện ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Hắn cả người tản ra cấp trên hơi thở. Một cái phong môn cảnh cô gái lại dám xông vào nơi đây, thật là buồn cười. Người mới vừa rồi nhưng mà nhìn thấy không nên nhìn. Hạ Nhược Tuyết lui về phía sau một bước, nhưng phát hiện sau lưng đã đứng hai ông cụ. Nàng không có đường lui. Người đàn ông trung niên ý định giết người phóng thích. Không có chút nào rông dài, nói thẳng, người này cổ quái, trực tiếp bắt lại. Phế trừ tu vi. Bất quá gặp dung mạo không tệ, sẽ đưa cho thiếu ra đi. Trưởng lão. Vậy hai ông cụ rất cung kính mở miệng, một giây kế tiếp vô tận uy áp hướng Hạ Nhược Tuyết đi. Hạ Nhược Tuyết không thể lui được nữa. Ngay tại sống chết để gặp, vậy luân hồi tinh thạch đột nhiên lao ra Hạ Nhược Tuyết nhẫn chữ vật. Trung quanh không gian tại chỗ tan vỡ. Hạ Nhược Tuyết ở mấy vị cực mạnh thái hư cảnh thủ hạ lại biến mất. Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, linh thức thả ra ngoài, làm sao có thể, vật kia hơi thở lại mang một chút căn nguyên. Truy đuổi. Thần ma cốc sự việc không thể lưu truyền đi. Nếu không thần quốc thiên đạo cung tất nhiên trách tội. Vậy hai ông cụ gật đầu một cái, bóng người cũng là ngay tức thì biến mất. Bọn họ không xác thực định có thể hay không đuổi kịp thần bí kia mất tích cô gái, nhưng chí ít không thể bỏ qua hết thảy cơ hội. Mà giờ khắc này, bí cảnh chi địa. Diệp Thần tự nhiên không biết Hạ Nhược Tuyết tung tích. Hắn trong lòng thừa tái cực mạnh tức giận. Năm chuôi hồn khí lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ. Đây coi như là hắn lần đầu tiên thi triển năm chuôi. Nếu như không có đột phá, hắn cũng không khả năng như vậy dễ như trở bàn tay thực hiện. Dẫu sao hồn khí phóng thích còn thành lập ở mình thực lực bên trên. Hơn nữa cái này năm chuôi hồn khí là hắn ở vạn ma chi địa lần nữa ngưng tụ. Hắn đan điền linh lực đang cấp tốc giảm nhanh. Trong đó ba chuôi hồn khí, hướng tập kích phần anh ba tên phong môn trưởng lão bay đi, ngoài ra hai chuôi. Thì hướng đại trưởng lão và nhị trưởng lão lướt đi. Đại trưởng lão gặp Diệp Thần hiện thân, lấy là Diệp Thần tất nhiên không để ý hết thảy ngăn cản vậy ba tên phong môn trưởng lão, đang chuẩn bị công kích, ai nghĩ tới. Diệp Thần lại đồng thời thả ra năm chuôi phi kiếm. Phi kiếm này, nhìn như tướng mạo xấu xí, nhưng là, vô hình nhưng cho đại trưởng lão một loại nguy hiểm cảm giác, để cho hắn không thể không trịnh trọng đối đãi. Mà nhị trưởng lão, lúc này mới vừa trợ giúp phần võ lăng tan ra một viên cực phẩm phẩm thánh dược, giữ được hắn tánh mạng, đang chuẩn bị mang hắn rời đi lúc đó,
một chuôi phi kiếm liền hướng hắn bắn tới. Thần ưng độn, liệt không trưởng, bách linh quy giáp, thiên huyền khải, ra. Vạn diệt quyền, tia máu hộ thân, nhanh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ba tên phong môn trưởng lão, rối rít hơi thở phun trào, hoặc là thi triển thân pháp trốn vào hư không né tránh, hoặc là cả người ánh sáng bạo tránh, tất cả loại phòng ngự pháp khí đều xuất hiện tiến hành phòng ngự, hoặc là thi triển mạnh mẽ công kích vỡ vụn vạn vật công hướng phi kiếm kia. Nhưng mà, một khắc sau, vậy mấy chuôi bắn về phía bọn họ phi kiếm, nhưng là tự đi bạo liệt ra. Một khắc sau, một chuôi mang cực mạnh sát khí, cực mạnh thần tính uy áp vô hình kiếm, ngay tức thì không có vào bọn họ thức hải bên trong. Không tiếng động nổ vang, ở bọn họ thức hải bên trong bùng nổ. Bình bịch, phốc thông. Vậy ba tên phong môn trưởng lão, bất luận là thi triển tuyệt cường thân pháp, vẫn là vận dụng khủng bố võ, hoặc là kích phát phòng ngự trí bảo, toàn bộ đều ở trong phút chốc, đôi mắt bên trong mất đi tất cả thần thái, nhanh chóng ảm đạm xuống, thất khiếu bên trong vậy xông ra máu tươi, thẳng đơ ngã trên đất. Cái này ba tên phong môn cường giả lại bị Diệp Thần ngay tức thì trong nháy mắt giết. Thần hồn hoàn toàn mất đi. Đây quả thực không thể dùng khủng bố để hình dung à. Đơn giản là tử thần hóa thân, để cho đời người không dậy nổi bất kỳ chống cự trong lòng diệt thế sát thần à. Cái khác bốn tên trưởng lão thấy vậy, đều là thầm nói may mắn, nếu không phải bởi vì mới vừa rồi do dự, chết có thể chính là bọn họ à. Cho dù là đại trưởng lão, nhị trưởng lão như vậy thái hư cường giả, không đề phòng, vậy rối rít điên cuồng hét lên một tiếng, mặt hiện vô cùng là vẻ thống khổ. Bọn họ thức hải bên trong đều có hồn tinh chấn thủ, thần hồn của bọn họ lực cũng là vô cùng cường đại, nhưng không đề phòng, còn là bị thương không nhẹ à. Dù vậy, đại trưởng lão lại còn chưa cố mình thần hồn thương thế, hơi thở không yên, cưỡng ép điều động trong cơ thể ngút trời linh lực, không để ý hết thảy giết hướng Diệp Thần. Hắn biết mình làm như vậy, có thể sẽ bị thương nặng, thần hồn thương thế sẽ một phát không thể thu thập, thậm chí cho dù tạm thời chặn lại Diệp Thần. Vậy sẽ trả ra thảm trọng giá phải trả, nói không chừng cuối cùng còn sẽ chết ở Diệp Thần trên tay. Nếu là có thể tạm thời tránh Diệp Thần, khôi phục một chút thần hồn, tình huống thì phải tốt được hơn. Nhưng là, hắn không có thể tránh. Hắn bỏ mặc mình tổn thương được như thế nào, nhất định phải ngăn trở Diệp Thần, nếu không, phần võ lăng sẽ chết. Mà nhị trưởng lão, cũng là giống nhau tâm lý. Hắn giống vậy không để ý thần hồn thương thế. Mạnh vận chuyển linh lực, mang phần võ lăng, thì phải phi độn đi. Đối mặt hai cái giống như liều mạng giống như dã thú thái hư cường giả, Diệp Thần nhưng chỉ là cười nhạt. Hắn tại sao chỉ ra liền năm chuôi hồn khí? Bởi vì, hắn chẳng ngờ cho mình thần hồn và đan điền, tạo thành quá lớn gánh vác. Diệp Thần nhìn vào tới đại trưởng lão, và chạy trốn nhị trưởng lão, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng. Lạnh như băng nói, muốn liều mạng cứu tên súc sinh này. Rất tốt, các ngươi quyết tâm, khí thế, rất tốt, nhưng các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Các ngươi lấy là ta công kích, hoàn toàn kết thúc sao? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nghe vậy, đều là con ngươi có giúp một cái. Bất thình lình, trong lòng cũng dâng lên một cổ vô cùng là dự cảm bất tường. Lão tử chân chính sát chiêu, hiện tại mới chịu thi triển đâu? Các ngươi phòng được sao? Diệp Thần cả người sát ý hóa thành thực chất, gào thét ra, giống như một đạo màu máu gió lớn, ngay tức thì phong tỏa phần võ lăng. Thiên hồn kiếm, cho ta chém. Ầm một tiếng, một đạo tuyệt mạnh kiếm ý từ Diệp Thần thức hải bên trong, tách thả ra ra, ngàn một phần vạn giây sau liền chém vào phần võ lăng mi tim. Diệp Thần ở vạn ma chi địa lấy ma khí làm chủ, hơn nữa tu vi không cao, không thể quá nhiều thi triển hồn kỹ. Hắn bây giờ tu vi đến gần phong môn, lại là ở bên ngoài, hồn kỹ tại sao không thi triển? Không, phần võ lăng huyết mâu bên trong, hiện ra tuyệt vọng vẻ hoang mang, nhưng là liền sau cùng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra, cặp mắt kia chi trung thần quang, liền nhanh chóng tiêu tán. Phần võ lăng, chết. Cho dù, hắn có phòng ngự thần hồn tăng cường thần hồn huyết mạch, thì như thế nào? Rác dưới như thế nào đi nữa cường hóa? Vẫn là rác dưới. Vẫn không ngăn được Diệp Thần cực kỳ thần hồn một kiếm. Mặc dù, hồn khí bên trong có thể gìn giữ Diệp Thần thần hồn công kích, nhưng cùng Diệp Thần toàn lực thi triển cực hạn một kiếm, vẫn là có chênh lệch.
Để bảo đảm một kích giết chết, không cho Phần Võ Lăng lưu lại bất kỳ chạy trốn cơ hội, Diệp Thần mới không có sử dụng hồn khí, mà là tự mình vận dụng hồn kỹ đem giết chết. Vậy bốn tên trưởng lão, thậm chí Phần Anh cũng hoàn toàn hóa đá. Vốn là, bọn họ đã rõ ràng Diệp Thần mạnh mẽ cùng kinh khủng, nhưng giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình đối với Diệp Thần biết, một lần nữa bị lật đổ à. Ở hai người thái hư nhất tầng thiên cường giả, ba tên phong môn cường giả phòng vệ dưới, Diệp Thần vẫn đem Phần Võ Lăng, tiêu diệt à. Đây là bực nào mạnh mẽ, bực nào nghịch thiên a. Vậy bốn tên trưởng lão, hiện tại đã hoàn toàn không sanh được cùng Diệp Thần là địch tâm tư. Mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão, chính là ở ngắn ngủi đờ đẫn sau đó, không muốn tin tưởng nhìn Phần Võ Lăng. Đại trưởng lão ngay tức thì lắc mình đến Phần Võ Lăng bên người, đưa tay khoác lên Phần Võ Lăng trên mạch môn. Trong nháy mắt, đại trưởng lão sắc mặt liền biến thành một phiến cho tàn. Chết, thật đã chết rồi. Bọn họ bí cảnh thượng cổ nhất tộc tương lai, chết. Diệt, hoàn toàn diệt à. Ta, muốn, ngươi, chết. Đại trưởng lão đầy mặt tuyệt vọng cùng đau buồn vẻ, cả người hơi thở điên cuồng bành trướng, cáu kỉnh, lại là nếu không cố hết thảy thi triển tự bảo. Hắn ý tưởng rất đơn giản, giết không chết Diệp Thần, cũng phải đem Phần Anh giết chết. Hắn muốn trả thù, không để ý hết thảy trả thù. Đại trưởng lão, có nhiều hận Diệp Thần. Hắn cả đời này, đã sống mấy chục ngàn năm, cái này mấy chục ngàn năm qua, hắn đem mình sinh mạng toàn bộ dâng hiến cho bí cảnh. Mong đợi một ngày kia, có thể làm chứng bí cảnh xem thời đại thượng cổ như nhau quật khởi. Nhưng là, mấy chục ngàn năm trôi qua, nhưng Thủy Chung không có một cái có thể gánh vác toàn tộc tương lai thiên mới xuất hiện, đại trưởng lão vậy dần dần tuyệt vọng. Hắn, giống như là một cái nhịn mấy chục ngàn năm đói bụng người, đột nhiên bây giờ xuất hiện trước mặt hắn liền Phần Võ Lăng. Hiện tại, hy vọng của hắn, hoàn toàn tan vỡ. Phần Võ Lăng đã chết được không thể chết lại. Hắn làm sao có thể không hận, làm sao có thể không mất lý trí. Diệp Thần thấy vậy, cũng là sắc mặt đại biến, hắn mặc dù có sương mù hóa thần thông, không sợ đại trưởng lão tự bạo, nhưng là, Phần Anh không có à. Lấy thái hư cường giả tự bạo uy lực mà nói, tại chỗ trừ hắn và nhị trưởng lão có thể may mắn tránh khỏi ra, cơ hồ không có người có thể trốn được. Mặc dù, hắn có thể thử nghiệm công kích đại trưởng lão, nhưng là thủ đoạn dốc hết dưới tình huống. Diệp Thần mặc dù có lòng tin chém chết hắn, có thể cũng không phải trong nháy mắt giết à. Nếu như không thể trong nháy mắt giết, liền không cách nào ngăn cản đại trưởng lão tự bảo. Cho nên, Diệp Thần không dám đánh cuộc. Lúc này, thân hình hắn chớp mắt, liền xuất hiện ở Phần Anh trước người, hắn xít sao đem Phần Anh ôm vào trong ngực. Đồng thời, thật nhanh hướng phương xa chui đi. Xích Trần Thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng. Hắn biết. Mình mặc dù có sương mù hóa thần thông, nhưng là, không thể tránh. Chỉ có hắn dùng mình thân thể, chống cự đại trưởng lão tự bạo uy lực, Phần Anh mới có thể sống sót. Mà những thứ khác mấy vị phong môn trưởng lão, cũng là sắc mặt cuồng biến, điên cuồng thúc giục linh lực, chạy trốn tứ tán. Ha 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 ha, chết, chết, cũng cho ta chết. Đại trưởng lão thân thể, một hồi biến hình, đã kế cận hỏng mất. Có thể hắn trên gương mặt nhưng hiện lên một hồi vặn vẹo nụ cười. Nhưng vào lúc này, phốc thử một tiếng, một đạo kiếm quang, mang vô cùng uy thế, xuyên thủng đại trưởng lão ngực. Đại trưởng lão trên mặt nụ cười, đọng lại. Hắn không dám tin nhìn xuyên thủng ngực chuôi này ô kim trường kiếm, thanh kiếm này, hắn rất quen thuộc. Thanh kiếm này, là hắn đưa cho nhị trưởng lão một chuôi thần khí, mà một kiếm này là từ hắn sau lưng đâm tới. Đứng ở sau lưng hắn, chỉ có một người, nhị trưởng lão. Hắn cùng nhị trưởng lão, có thể nói là cùng nhau lớn lên, mặc dù bọn họ không phải huynh đệ ruột, so với huynh đệ ruột, còn thân hơn à. Mà hiện tại, mình lại chết ở cái này hắn trên đời này tín nhiệm nhất chi trong tay của người. Tại sao, hắn không rõ ràng, nhị trưởng lão phải cùng mình như nhau tuyệt vọng, như nhau hy vọng trả thù Diệp Thần mới đúng à. Lão đại. Thật xin lỗi, Võ Lăng đã chết, trả thù không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đứng ở đại trưởng lão sau lưng, đâm ra một kiếm này nhị trưởng lão, nói nhỏ một câu, đầy mặt tịch mịch vẻ, giọng bên trong, hàm chứa vô hạn đau thương. Soạt một tiếng, nhị trưởng lão rút trường kiếm ra, mà đại trưởng lão thi thể,
cứ như vậy thẳng đơ, ngã trên đất. Mới vừa rồi hắn một kiếm này, không có chút nào nương tay, ở đại trưởng lão cả người sơ hở lớn nhất một khắc đánh ra, không chỉ có đoạt đi đại trưởng lão sinh mạng, liền hắn trọng thương thần hồn, cũng bởi vì không chịu nổi một kiếm này lực lượng, hoàn toàn mất đi. Mà lúc này nhị trưởng lão, thất khiếu bên trong, máu tươi cuồng trào, hắn vận dụng một kiếm này, cũng để cho hắn thần hồn thương thế, càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thần mặt hiện vẻ kinh sợ, ngừng lại, lẳng lặng nhìn mặt đầy máu tươi, tay cầm trường kiếm, vô cùng tiêu điều đứng tại chỗ, ngừng mắt nhìn đại trưởng lão thi thể nhị trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, nhị trưởng lão sẽ xuất thủ đánh chết đại trưởng lão. Đây cũng là, để cho hắn có chút động dung. Sau hồi lâu, nhị trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần, hắn lúc này hơi thở suy yếu, Diệp Thần nếu là đúng hắn thi triển hồn kỹ mà nói, nhị trưởng lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Diệp Thần nhưng không có ra tay. Hắn biết, nhị trưởng lão có lời tự nhủ. Đồng thời, hắn vậy có chút hiếu kỳ, nhị trưởng lão tại sao sẽ ở giây phút sau cùng đem đại trưởng lão đánh chết. Hắn biết, nhị trưởng lão nếu có thể chém ra tuyệt sát đại trưởng lão một kiếm, liền có thể thi triển thủ đoạn phòng ngự, chịu đựng ở hắn tự bảo uy lực mà không chết, cho nên không phải là vì còn sống. Nhị trưởng lão than thở một tiếng, đối với Diệp Thần nói, xin lỗi, Diệp Thần, lần này, cho ngươi mang tới phiền toái lớn như vậy, ngươi không cần lo lắng, ta thương thế rất nặng, thần hồn đã không cách nào khôi phục, mà ta cũng không có sống tiếp ý kiến, rất nhanh, ta liền sẽ tự mình kết thúc hướng ngài bồi tội. Diệp Thần trầm mặc, hắn ngưng mắt nhìn nhị trưởng lão, gật đầu một cái. Nhị trưởng lão tiếp tục nói ta, sở dĩ muốn chém giết đại trưởng lão. Hắn trên gương mặt lộ ra một chút nụ cười tự giễu. Vẫn là vì chúng ta bí cảnh thượng cổ nhất tộc tương lai. Diệp Thần không nói gì, hắn nghe. Nhị trưởng lão nói, ta và đại trưởng lão sau khi chết, còn dư lại cái này mấy tên trưởng lão, là chúng ta bí cảnh còn sót lại hơn nửa lực lượng, lần này thương tổn tới Thiên Cương cùng Tiểu Anh, cũng là ta và đại trưởng lão trách nhiệm chủ yếu, cùng bọn họ không có quan hệ gì, hy vọng ngài có thể thả qua bọn họ. Diệp Thần gật gật đầu nói, có thể. Không vì cái gì khác, nhị trưởng lão cuối cùng, coi như là giúp hắn một chuyện, đồng thời, hắn cũng có chút kính nể nhị trưởng lão cái này loại đến sinh mạng một khắc cuối cùng, cũng vì mình tộc quần dâng hiến, suy tính tinh thần. Nhị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên mặt hiện nụ cười nói, thật ra thì, ta sở dĩ nói giết đại trưởng lão là vì bí cảnh tương lai, là bởi vì ngươi. À, lần này... Diệp Thần là thật có chút không hiểu, bởi vì hắn. Đây là ý gì? Nhị trưởng lão cười ha ha một tiếng, nét mặt già nua bên trên, lộ ra vẻ giảo hoạt nói. Diệp Thần, người và Tiểu Anh vậy coi là dính liền nhân quả, hơn nữa bước chân vào máu thần khu, như vậy, nhắc tới cũng coi là nửa tộc nhân à. Như vậy nếu như Tiểu Anh trở thành trưởng lão chúng ta sẽ lời của hội trưởng, Diệp Thần tương lai ngươi cũng coi là và chúng ta bí cảnh, buộc chung một chỗ. Mặc dù căn cứ truyền thống, hắn không thể truyền ngôi cho Diệp Thần, hơn nữa thân là người ngoại tộc, Diệp Thần cũng không cách nào phục chúng, nhưng truyền ngôi cho phần anh cũng không giống nhau. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, nói như vậy nói. Thật giống như, là có như vậy mấy phần đạo lý, phần anh là sẽ không để ý bí cảnh an nguy, mà hắn cũng không khả năng không để ý phần anh an nguy. Hắn mặt hiện vẻ cười khổ, cái này nhị trưởng lão, thật đúng là không lúc nào. Không có ở đây là bổn tộc lợi ích muốn à. Đây là, nhị trưởng lão thần sắc nghiêm lại, ánh mắt bén nhọn quét về còn thừa lại mấy tên phong môn trưởng lão, quát lên, mấy người các ngươi. Mấy tên trưởng lão mặt đầy vẻ cung kính, đáp, ở. Đại trưởng lão sau khi chết, dựa theo quy định, do ta kế nhiệm chức hội trưởng, hiện tại ta lấy hội trưởng thân phận chính thức tuyên bố, hạ đảm nhiệm hội trưởng, do phần thiên tộc tộc trưởng, phần thiên cương con gái phần anh kế nhiệm. Các tộc bên trong như người nào chống lại, chém tới. Người cùng trong tương lai, nghe phần anh mệnh lệnh làm việc, không được có chút nào bất trung. Còn thừa lại mấy tên trưởng lão, một đôi đôi đầy đủ kinh tang thương trong mắt bên trong, xông ra nước mắt, bọn họ cảm động, bọn họ biết, nhị trưởng lão cả đời là thật đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở bí cảnh bên trên, mà hiện tại hắn liền vì bí cảnh bị chết. Bọn họ vô cùng trịnh trọng cùng kêu lên đáp, ưng. Cần tuân hội trưởng di mệnh. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, nét mặt già nua bên trên,
hiện ra một phần vẻ mệt mỏi, hắn giơ tay lên một cái, cung điện chỗ sâu, lục quang chớp mắt, một quả ngọc phù từ trong bay ra, rơi xuống Phần Anh trong tay. Phần Anh sững sốt một chút, nhưng lại không có cự tuyệt, nàng ngưng mắt nhìn nhị trưởng lão, sau một hồi trầm mặc, giống vậy trịnh trọng đáp, Phần Anh bị trách nhiệm nặng nề này, ắt sẽ hết sức tim tấn trách, vinh ta bí cảnh. Nàng không cách nào cự tuyệt, cũng không nở tim cự tuyệt. Nàng đồng dạng là bí cảnh người, tuy nhiên đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đối với nàng tạo thành rất lớn tổn thương, có thể nàng lại không thể hủy bỏ bọn họ là bí cảnh cống hiến. Đây là nhị trưởng lão nguyện vọng sau cùng liền chứ. Như vậy, cho dù tiếp ngọc phù này, trên vai của nàng, liền sẽ rơi xuống vô cùng nặng nề cái thúng, nàng vậy nguyện ý chịu đựng. Mặc dù bề ngoài mềm yếu, nàng trong xương, đồng dạng là mạnh hơn. Nhị trưởng lão gặp Phần Anh tiếp nhận, rốt cuộc lộ ra vui vẻ yên tâm thỏa mãn diễn cảm, hắn hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, như vậy, Diệp Thần, lão hủ cũng đi. Cuối cùng, người đến, ta thật ra thì cảm giác được cái gì? Phần thiên tộc vậy kiểu đồ có lẽ đang đợi ngươi. Nhưng là muốn hàng phục, cực kỳ khó khăn. Diệp Thần mặt liền biến sắc, hắn biết đối phương nói luân hồi huyền bi, hắn vẫn gật đầu nói, đi tốt. Nhị trưởng lão không nói thêm gì nữa, một khắc sau, ầm một tiếng nổ vang, từ hắn trong thức hải truyền ra, một đạo vô hình hư ảnh, lúc rời thân thể nháy mắt, ngay tức thì nghiền, biến thành hư không. Nhị trưởng lão tự vận, liền thần hồn cũng tự đi mất đi. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, thực tế có lúc chính là bất đắc dĩ. Hắn vung tay lên, đem đại trưởng lão và nhị trưởng lão túi đựng đồ nhiếp vào trong tay, cũng giao cho Phần Anh. Trong tương lai, Phần Anh chính là bí cảnh trên thực tế người lãnh đạo, những thứ này lẽ ra phải do Phần Anh xử lý. Đồng thời, hắn còn nghĩ đại trưởng lão thi thể lấy đi. Đại trưởng lão thi triển phần huyết quyết, uy lực cực lớn, chắc hẳn, trong cơ thể hắn có đẳng cấp cực cao ngọn lửa, đây đối với tự mình tới nói rất hữu dụng. Xử lý xong hết thảy các thứ này sau đó, Phần Anh liền đối với một người trưởng lão hỏi, ta phụ thân thật giống như bị bọn họ bắt lại, người biết hắn vị trí sao? Người trưởng lão kia cung kính đáp, ngài phụ thân tại hầm giam bên trong. Diệp Thần và Phần Anh, liền đi tới hầm giam bên trong, thả phần thiên cương. Thấy cơ hồ không còn hình người phần thiên cương, Phần Anh không nhịn được ôm phụ thân khóc lóc liền một tràng, cũng cho phụ thân kể chuyện đi qua. Mà phần thiên cương nghe xong, chính là vô cùng khiếp sợ. Con người cũng mau chừng ra ngoài, hắn vốn là để cho Phần Cuồng đi tìm Diệp Thần, đầu tiên dĩ nhiên là đối với Diệp Thần tín nhiệm cùng mong đợi, thứ nhì cũng là muốn mượn một mượn Huyền Nguyệt Tông thế à. Ai nghĩ tới, Diệp Thần lại bằng sức một mình chém giết Phần Võ Lăng không nói, hơn nữa, như tiếp tục chiến đi xuống, Phần Thiên Cương tin tưởng, Diệp Thần có chém chết đại trưởng lão và hai thực lực của trưởng lão. Cái này tục tằng người đàn ông tựa hồ không thèm để ý chút nào mình thương thế. Đánh chụp Diệp Thần bả vai, cười to nói, ha ha ha, Diệp tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi à. Diệp Thần cười một tiếng, có chút áy náy nói, bá phụ, thật xin lỗi, ta tới trễ, để cho ngươi và anh nhi chịu khổ. Phần Thiên Cương khoát tay một cái nói, ngươi có cái gì tốt nói xin lỗi, ta biết ngươi đã tận lực, bản thân ngươi có thể làm được hết thảy các thứ này, chính là kỳ tích ở giữa kỳ tích. Tiếp theo. Hắn tặc hề hề tiến tới Diệp Thần bên người, ôm Diệp Thần cổ, nhỏ giọng nói, thằng nhóc, tối nay ngươi theo ta ngủ. À, Diệp Thần có chút không hiểu nói, tại sao? Mặc dù Phần Anh trở thành bí cảnh trưởng lão hội hội trưởng, nhưng Diệp Thần muốn trước đem cụ thể công việc giao cho Phần Thiên Cương xử lý, trước an bài một chút, đem Phần Anh mang về Linh Võ Đại Lục. Hơn nữa, lấy hiện tại Phần Anh thực lực, cho dù có 4 tên phong môn trưởng lão phụ tá, không có đầy đủ thực lực. Vẫn là rất khó khăn phục chúng, chí ít, cũng phải trước hết để cho Phần Anh đạt tới phong môn cảnh tu vi nói sau. Phần Thiên Cương híp mắt nói, tại sao? Tự nhiên có duyên phận do. Ta từ trên mình ngươi cảm giác được một ít cùng người khác bất đồng đồ. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng, chỉ sợ là bởi vì mình kích hoạt xích trần thần mạch và lăng phong thần mạch, bị đối phương phát hiện. Mà đối phương, tất nhiên biết luân hồi huyền bi tung tích. Sau đó. Bí cảnh trưởng lão hội lần nữa triệu tập các tộc tộc trưởng, tuyên bố Phần Anh trở thành mới trưởng lão hội hội trưởng tin tức, có Diệp Thần ở đây, tự nhiên không người nào dám nói lên dị nghị. Đồng thời,
Phần Anh vậy tuyên bố, tạm thời do Phần Thiên Cương, đời đảm nhiệm chức hội trưởng. Sau đó, chính là chè chén say sưa ăn mừng. Mà đây trận tiệc bên trong, Diệp Thần nhưng căn bản không để ý tới ăn uống, chỉ là đến khi ban đêm. Màn đêm buông xuống. Phần Thiên Cương và Diệp Thần đang ngồi một cái mật thất bên trong. Đây là thượng cổ cường giả lưu lại, che đậy hết thảy hơi thở. Chỉ sợ Trảm Ách Cảnh muốn tra xem, vậy căn bản không có thể. Diệp Thần đối với lần này cũng là có chút bất ngờ, hắn phát hiện mình xem nhẹ Phần Thiên Cương. Thằng nhóc, người có phải hay không đã lấy được mấy cái luân hồi huyền bi? Phần Thiên Cương nói ngay vào điểm chính. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn mới vừa muốn nói cái gì, Phần Thiên Cương liền xen vào nói, cụ thể công việc, người không cần và ta câu thông. Ta Phần Thiên nhất tộc quả thật bảo vệ một khối luân hồi huyền bi. Mà ta thành tựu người bảo vệ, mặc dù huyết mạch đã làm loãng, hơn nữa thực lực không đạt tới tổ tiên, nhưng cũng có thể cảm giác một ít thứ. Ta biết ngươi cần luân hồi huyền bi. Cũng biết luân hồi huyền bi ở chờ ngươi. Nhưng là ngươi muốn từ trong tay của ta đạt được viêm bia, không như vậy dễ dàng. Phần Thiên Cương đứng lên, lại cực kỳ nghiêm túc. Diệp Thần trong lòng lộp bộp một chút. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Viêm bia không như vậy dễ dàng. Ngay tại lúc này, Phần Thiên Cương tiếp tục nói, ngươi chỉ có đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền nguyện ý cầm khối kia bảo vệ vạn năm huyền bia cho ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái gì điều kiện? Diệp Thần ở không tiếc. Phần Thiên Cương khẽ mỉm cười, ngồi về vị trí, nói, con gái ta Phần Anh bên ngoài không thể so với người ngoại giới kém đi. Diệp Thần có chút cổ quái gật đầu nói, tuyệt đẹp dung mạo, người bình thường khó mà so sánh. Vậy con gái ta vóc người vậy còn có thể đi. Diệp Thần. Con gái ta nóng nảy cũng không tệ đi. Diệp Thần. Phần Thiên Cương gặp cửa hàng xong hết rồi, liền nói, đã như vậy, vẫn là cái đó điều kiện, nhận lấy Phần Anh. Ta bỏ mặc ngươi có nhiều ít hồng nhan chi kỷ, ta Phần Thiên Cương chỉ có một cô con gái như vậy, ta không tin những người khác. Chỉ tin tưởng ngươi. Lần trước cầm Phần Anh đưa vào ngươi gian phòng là ta lỗ mãng. Nhưng là chuyện hôm nay nói cho ta không có làm sai. Ta hy vọng ngươi bảo vệ tốt Phần Anh, nếu không, ta cho dù chết cũng sẽ không đem luân hồi huyền bi cho ngươi. Diệp Thần con ngươi hiện lên bất ngờ. Đây là một cái phụ thân yêu. Hắn trong lòng mặc dù có Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tôn Di các người. Nhưng Phần Anh, là mình thiếu nàng. Một cái bảo vệ, đổi một khối luân hồi huyền bi, bỏ mặc làm sao xem. Mình đều là nhất được lợi vậy phương. Được, ta đáp ứng. Một giây kế tiếp, Phần Thiên Cương chính là sử dụng một cái nhẫn chữ vật. Máu tươi bức ra. Chợt cháy. Phần Thiên Cương sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, thậm chí khóe miệng xuất hiện máu tươi. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, một khối toàn thân đỏ lên bia đá xuất hiện. Huyết mạch hắn đang cháy. Cái này, chính là viêm bia. 10 khối luân hồi huyền bi bên trong chiến lực mạnh nhất tồn tại. Thậm chí xuất hiện nháy mắt, cả nhà cũng đốt đốt. Ở người trong phòng diễn cảm khó khăn. Phần Thiên Cương hơi biến sắc mặt, nơi đây, lấy ta tu vi không thể nán lại. Cái này luân hồi huyền bi rất đáng sợ, ngươi như thì không cách nào luyện hóa, liền đem hắn phong ấn. Nếu không ngươi có thể sẽ chết. Giao phó xong câu này, Phần Thiên Cương liền lui ra. Bởi vì... hắn như không đi nữa, liền hóa là một đạo khói xanh. Cái bia này lực lượng, quá đáng sợ. Diệp Thần coi như kích hoạt bất hủ thần thể và xích trần thần mạch, muốn luyện hóa. Nhưng căn bản không có thể. Hắn thân thể bị tại chỗ oanh bay. Quanh thân quần áo lại cháy. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, không do dự nữa, sử dụng huyền diễm. Luân hồi mộ địa đại năng nói qua, bá đạo này tồn tại. Chỉ có ngọn lửa mới có thể luyện hóa. Đây cũng là Diệp Thần ban đầu ở Thần Hỏa Học Viện thăng cấp huyền diễm nguyên do. Nhưng mà, hắn huyền diễm mới vừa mới xuất hiện. Cắn trả lực liền tấn công tới. Huyền diễm cấp bậc vẫn là quá thấp. Diệp Thần không dám lại ở lâu một giây, vội vàng phong ấn viêm bia ném nhập luân hồi mộ địa. Nếu không, hắn bá đạo như vậy thể xác vậy sẽ bị thương. Sáng sớm ngày thứ hai. Ở Phần Thiên Cương, Phần Cuồng đưa tiễn hạ, Diệp Thần cùng Phần Anh đi tới truyền tống tế đàn.
Phần Thiên Cương hiền hòa nhìn Phần Anh nói, cô bé, đi đi, thật tốt tu hành, nhưng là không muốn quá mệt nhọc, dưỡng hảo thân thể, nơi này có cha ngươi đây đâu, không cần quá lo lắng. Phần Anh mắt đẹp bên trong hiện lên một hồi hơi nước, nhìn mình phụ thân, có chút không thôi. Phần Thiên Cương lại chuyển hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, con gái ta giao cho ngươi, đừng lấy vì ngươi thực lực nghịch thiên là được, nếu để cho nàng bị ủy khuất, ta liều mạng vậy muốn đánh lên cửa đi. Diệp Thần mỉm cười nói, bá phụ, mời yên tâm. Sau đó, hai người liền bước vào trong tế đàn, rời đi bí cảnh. Diệp Thần mang Phần Anh, quay trở về Huyền Nguyệt Tông bên ngoài truyền tống chỗ, vừa xuất hiện, Diệp Thần chính là sững sốt một chút, chỉ gặp Tử Ngưng, Thương Dạ, Mạnh Hành Vân, Bạch Chấn Đường, Long Diệp Thiên, Duẫn Triệt các người, lúc này lại cũng cùng ở chỗ này. Hơn nữa mặt của bọn họ bàng bên trên đều mang vẻ lo âu. Lúc này, mọi người thấy Diệp Thần và Tử Ngưng, đều là mặt hiện đại hỉ vẻ, Tử Ngưng lại là có chút kích động trực tiếp ôm lấy Diệp Thần, một bên Phần Anh hơi ngẩn ngơ, nhưng chỉ là mỉm cười, không hề nhiều sao để ý, bí cảnh cùng linh võ đại lục như nhau. Có năng lực người đàn ông, cũng không chỉ một người phụ nữ, nàng phụ thân cũng là như vậy. Diệp Thần cũng là khá là không biết làm sao, đánh chụp màu tím mảnh khảnh lưng đẹp nói, tốt lắm, sư tỷ, ta không có chuyện gì, ta không phải đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình an trở về sao. Tử Ngưng lúc này mới buông ra Diệp Thần, có chút ngượng ngùng nhìn một cái đứng ở Diệp Thần bên cạnh Phần Anh, mà Phần Anh thì đối với nàng đáp lại mỉm cười thân thiện. Diệp Thần mặt mỉm cười, và mọi người giới thiệu, nàng là Phần Anh, ta muốn mang nàng ở tại Huyền Nguyệt Tông. Thương Dạ gật gật đầu nói, phải, ta vì ngươi ở trên chủ mạch phân phối một vị trí, nơi đó, ngươi có thể giữ tâm ý của mình, xây cất động phủ. Diệp Thần gật đầu một cái, trực tiếp cảm ơn. Bạch Chấn Đường nói, thằng nhóc, như thế nói, sự việc giải quyết. Diệp Thần nghe vậy, đem sự tình đi qua, một một nói ra. Mọi người lúc này mặc dù vẫn là khiếp sợ, nhưng là cũng kém không nhiều chết lặng, hiện tại Diệp Thần coi như chém chết một người thái hư cường giả, bọn họ cũng có thể đón nhận. Sau đó, Diệp Thần lại lấy ra một ít mới luyện chế hồn khí, giao cho Thương Dạ, mỗi một chuôi đều là đủ để trong nháy mắt giết một ít tu vi không cao, thực lực thông thường phong môn cường giả sát khí à. Có cái này hồn khí, Huyền Nguyệt Tông thực lực, sẽ tăng lên không thiếu. Thương Dạ dĩ nhiên là vui không khỏi thu. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, vậy thần quốc ở linh võ đại lục thiết lập 10 trong thành trong đó một thành vị kia trưởng quỹ vậy truyền tới tin tức, vậy nhiều hồn đồ sắt phôi, đã là Diệp Thần chuẩn bị xong. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nhiều lần không liên lạc được mình. Diệp Thần lúc này mới nhớ lại chuyện này, ở vạn ma chi địa, đối phương làm sao có thể liên lạc với mình. Hắn liền để cho nó đưa đến Huyền Nguyệt Tông tới. Bất quá, hắn tạm thời, còn không có chuẩn bị bắt đầu luyện chế hồn khí. Ngày nay, một tên chàng thanh niên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần chân mày khều một cái, có chút kinh ngạc. Người này, bất ngờ chính là ngày đó bị Diệp Thần đánh nát xương cốt toàn thân kinh mạch, lại bị Diệp Thần cứu Lý Nghị. Lý Nghị hướng về phía Diệp Thần cung kính hành lễ nói, Diệp tiên sinh. Lúc này Lý Nghị, không chỉ có đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn tiến thêm một bước, lại đã đạt đến tinh khiếu cảnh. Bất quá, hắn cho dù khôi phục, vậy hay là đối với Diệp Thần trung tim vô cùng, không có chút nào thay đổi. Bất quá, mặc dù Lý Nghị tiến bộ tốc độ, có thể nói khủng bố, nhưng là, chân chính để cho Diệp Thần khiếp sợ, không phải Lý Nghị tu vi, mà là thần hồn bên trong, tản ra một loại mạnh mẽ quỷ dị lực lượng, trong phảng phất còn để cho Diệp Thần có một chút cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, lại và ngày đó gió bia người nọ lưu lại hư ảnh, cho hắn cảm giác có chút tương tự. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, Lý Nghị lại có đặc thù huyết mạch. Huyền Nguyệt Tông lại mai một vị thần hồn thiên tài. Nghĩ tới đây, Diệp Thần giơ tay lên một cái, thả ra ba chuôi hồn khí, đối với Lý Nghị nói, đây là hồn khí, ngươi thử một chút xem, có thể hay không tiếp liền sử dụng cái này ba chuôi hồn khí. Để cho Lý Nghị đồng thời sử dụng ba chuôi, cho dù đối phương có mạnh mẽ huyết mạch, lấy trước mắt tu vi, cũng là không làm được, bất quá, có thể liên tục vận dụng ba chuôi, rất cường đại. Diệp Thần cho ra một chuôi hồn khí, có thể là có thể trong nháy mắt giết phong môn cường giả à. Lý Nghị gật đầu một cái, vận dụng thứ nhất chuôi hồn khí lúc đó,
khá là ung dung, rồi sau đó, sử dụng chuôi thứ hai, thì có chút phí sức, đến thứ ba chuôi lúc đó, đã kém không nhiều tới cực hạn. Bất quá, như vậy kết quả, đã để cho Diệp Thần đủ hài lòng. Quả nhiên, Luân Hồi Mộ Địa nói không sai, cái này Lý Nghị thật cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Rồi sau đó, Diệp Thần lại đem được từ Mục Giã Hồn sửa một chút hành công pháp, cùng với hai môn hồn kỹ, truyền cho Lý Nghị dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Hắn đi qua Diệp Thần chỉ điểm, đã phát hiện mình thần hồn phương diện tư chất, nhưng mà, vô cùng chánh tông hồn tu phương pháp tu hành, nơi nào dễ tìm như vậy. Mà có cái này từ thần quốc bên trong truyền ra hồn tu pháp môn, đối với Lý Nghị mà nói, chính là như cá gặp nước à. Chân thực quá trọng yếu. Hắn đối với Diệp Thần cảm kích, đã không hơn được nữa. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần còn một lần giao cho Lý Nghị 30 chuôi hồn khí, dẫu sao sau đó hắn vẫn là phải rời đi Huyền Nguyệt Tông, có thể Huyền Nguyệt Tông bên trong, còn có rất nhiều hắn nơi quan tâm người, các nàng đi ra ngoài lúc đó, làm thế nào? Lấy phần anh thực lực, ngay cả động dùng cái này hồn khí lực lượng cũng không có. Tự nhiên cần phải có người bảo vệ. Mặc dù có Tử Ngưng ở đây, hơn nữa, thương gia khẳng định sẽ có nơi chiếu cố, nhưng nhiều hơn cái bảo hiểm, không việc gì không tốt. Còn đối với hắn trung tim vô cùng Lý Nghị, chính là một cái người thích hợp chọn. Diệp Thần cũng có chút mong đợi, lấy được hồn tu pháp môn Lý Nghị, tương lai, sẽ trở thành vừa được cái gì bước. Đến khi Lý Nghị có thực lực nhất định sau đó, Diệp Thần liền dự định đem hồn rèn thuật, cùng nhau truyền thụ cho hắn. Mình cần thế lực. Sát tông mặc dù tính quá lớn, nhưng là rất nhiều là tán tu. Nếu như mình một ngày kia bước vào thần quốc, phải mang theo người mạnh nhất. Lại qua một ngày, mặc dù Diệp Thần trong lòng vẫn là có chút không thôi, nhưng vẫn quyết định muốn từ đừng mọi người trở lại thần hỏa học viện. Nơi đó hoàn cảnh dẫu sao so Huyền Nguyệt Tông thích hợp hơn tu hành, hơn nữa cả ngày và anh Nhi, Tử Ngưng các nàng ở chung một chỗ, Diệp Thần còn có tâm tư tu hành sao? Diệp Thần biết, mình trên vai còn có thật nhiều trách nhiệm, đều phải cần thực lực tới gánh nổi. Hắn không có nhiều như vậy thời gian dùng để buông lỏng. Mấy ngày sau, Diệp Thần liền quay trở về thần hỏa học viện, hắn trở lại mình nhà trọ bên trong, lấy ra bí cảnh đại trưởng lão thi thể. Hắn bây giờ muốn luyện hóa cường đại viêm bia, thì nhất định phải ngưng tụ cường đại hơn ngọn lửa. Nhìn đại trưởng lão thi thể, Diệp Thần không khỏi nghĩ tới mình tham gia đấu võ đại hội, tiến vào thiên trì máu thần khu Vân. Vân trải qua, trong chốc lát, cảm khái khá nhiều. Diệp Thần lắc đầu một cái, bình phục một chút tâm thần, khẽ quát một tiếng hướng về phía đại trưởng lão thi thể một chút. Một khắc sau, đại trưởng lão thi thể liền tự cháy đứng lên. Rất nhanh liền biến mất dung được không còn một mống. Mà bên trong căn phòng, thì lập tức dính vào một tầng xanh thấm vẻ. Bởi vì, nguyên bản đại trưởng lão thi thể chỗ ở vị trí, nhiều một đoàn ngọn lửa u lam. Cái này u lam hỏa diễm bại lộ một cái ở trong không khí, chính là một hồi dung, rồi sau đó, lại giống như là có linh tính vậy, ở trong phòng đánh bên trái, đánh bên phải, tựa hồ muốn chạy trốn nơi này. Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy u lam hỏa diễm, hai tròng mắt sáng lên. Ngọn lửa này, hắn mặc dù không nhận được, nhưng là... Hắn có thể khẳng định, là một loại khá là cường đại dị hỏa, chỉ ít so hiện giai đoạn hắn huyền diễm cường đại hơn được hơn. Cắn nuốt cái này đoàn ngọn lửa, bảo thủ phỏng đoán huyền diễm cũng có thể lên cấp. Có lẽ là có thể luyện hóa viêm bia. Lúc này, Diệp Thần không do dự nữa, mạnh mẽ linh lực phun trào. Hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ, kéo vậy đoàn u lam hỏa diễm, kéo hướng Diệp Thần. Mà vậy đoàn ngọn lửa, dĩ nhiên là không ngừng vùng vẫy. Cứ việc ngọn lửa này khá là không tầm thường, nhưng là, thì như thế nào có thể thoát khỏi bây giờ Diệp Thần trói buộc. Rất nhanh, ngọn lửa liền sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Đem nạp vào bên trong cơ thể sau đó, Diệp Thần gương mặt bên trên, vậy toát ra vẻ ngưng trọng, tập trung tinh thần. Một bên áp chế vậy ngọn lửa cuồng bạo, một bên điều khiển huyền diễm, từng điểm đem từng bước xâm chiếm. Ba ngày sau, ngồi xếp bằng ở trong phòng Diệp Thần, chợt mở hai mắt ra, hắn bề mặt bên trên, không bị khống chế giấy lên một tầng u lam hỏa diễm, đem hắn quần áo trên người, cùng với dưới người giường cũng ngay tức thì đốt thành cho tàn. Bất quá, một khắc sau cái này u lam hỏa diễm,
liền thu liễm đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần mặt lộ cười khổ, đổi lại một bộ mới quần áo, cái này U Lam hỏa diễm không hổ là mạnh hơn huyền diễm ngọn lửa, quả nhiên cuồng bạo vô cùng, vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra một chút uy lực còn lại, thì có như uy lực này. Cũng may, cuối cùng là đem hoàn toàn dung nhập vào huyền diễm bên trong. Diệp Thần đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay bên trên, dấy lên một bồng xanh ngọn lửa màu tím, ẩn chứa trong đó rực cháy năng lượng nóng, để cho hắn vậy hơi có chút kinh hãi. Lúc này huyền diễm, đã hoàn toàn lên cấp phẩm cấp, mà thi triển phần huyết quyết hiệu quả, cũng là trước khi gấp mấy lần. Diệp Thần do dự mấy giây, lần nữa sử dụng viêm bia. Muốn thử nghiệm luyện hóa. Lần này, hắn phát hiện mình lại có thể thấm vào viêm bia một chút. Nhưng là rất nhanh, mình ngọn lửa vẫn bị bắn ra ngoài. Diệp Thần biết, còn chưa đủ. Lớn mạnh như vậy ngọn lửa đều không cách nào chinh phục cái này luân hồi huyền bi. Cái này viêm bia kết quả có nhiều nghịch thiên. Xem ra, phải tìm mạnh hơn ngọn lửa mới được. Nhưng là ngọn lửa này, kia tốt như vậy tìm. Hắn cũng không phải là lửa tu. Cũng không có con đường à. Đáng chết. Mà đang ở Diệp Thần khổ não để gặp, trong đầu hắn thần hồn chấn động. Hắn tựa như nhìn thấy cái gì. Đó là một cái vực sâu. Vực sâu bên trong nhốt trước một cái ma khí cuộn sạch vạn trượng ma long. Mà ma long dưới, lại là một cái vết thương chồng chất huyết long. Đây là huyết long tung tích. Đây là lần đầu tiên huyết long cho mình tin tức nhắc nhở. Huyết long rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mà sở dĩ hắn và huyết long bây giờ sẽ sinh ra liên lạc, chính là bởi vì giữa hai người phân linh thú. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, trực tiếp đi thần hỏa học viện linh mạch căn nguyên đi. Mà khi đó tên kia phụ trách khảo nghiệm đạo sư, thấy Diệp Thần sau đó, cũng lười được nói thêm cái gì, trực tiếp phất tay một cái, để cho hắn tiến vào trong đó. Cái này có thể ở linh mạch căn nguyên đợi đến linh mạch khô kiệt yêu nghiệt, còn có cái gì tốt khảo nghiệm. Ngồi xếp bằng ở phòng tu hành bên trong, Diệp Thần hít sâu một hơi, há miệng, khạc ra một đạo ánh sáng, tia sáng kia thu liếm, hóa thành một cái trong suốt tiểu dao, chính là phân linh thú. Giờ phút này phân linh thú lại biến thành màu máu. Có chút huyết long dáng vẻ. Thậm chí mơ hồ bây giờ, tựa hồ lại cùng Diệp Thần bản thân hơi thở. Khá làm tướng tựa như. Cái này phân linh thú vừa tiếp xúc với chung quanh linh khí nồng nặc, liền giống như là thấy nước cá vậy, phát ra một tiếng vui sướng long ngâm. Rồi sau đó, cái này phân linh thú lại rớt rơi ở trên mặt đất. Phát ra tức giận và gầm thét long ngâm. Diệp Thần biết, thanh âm này và huyết long có liên quan. Phân linh thú, ngươi nếu như biết huyết long tung tích, có thể hay không nói cho ta. Cũng hoặc là, cho ta một ít nhắc nhở, ta nên làm sao giúp huyết long. Diệp Thần nóng nảy. Huyết long đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn không đành lòng huyết long bị thương. Mấu chốt mới vừa rồi bộ kia hình ảnh, huyết long đối mặt là dạng gì khủng bố tồn tại. Hắn làm sao chống lại. Vậy ma long cho Diệp Thần cảm giác, vượt xa chém ách cường giả. Không thể chống cự tồn tại à. Phân linh thú tựa hồ nghe hiểu cái gì. Mở miệng nói, máu. Nhìn vậy phân linh thú, Diệp Thần ánh mắt, dần dần ngưng trọng, mà hắn lật tay gian, nắm thú hủ kiếm. Một khắc sau, huyết quang chớp mắt. Hắn trực tiếp phá vỡ tay, vô số máu tươi phun trào. Những thứ này máu tươi toàn bộ bị phân linh thú hấp thu. Mà Diệp Thần trong đầu lại thoáng qua một đạo hình ảnh. Vậy vực sâu xuống huyết long, lại bởi vì phân linh thú hấp thu mình máu, hơi thở lớn mạnh. Ý định giết người bùng nổ. Hơn nữa cái này phân linh thú hấp thu máu tươi của mình, lại tràn đầy hội tụ, mơ hồ bây giờ lại biến thành mình dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Phong Thanh Dương mở miệng nói, đồ nhi, cái này phân linh thú ngược lại có chút ý kiến. Hắn cố nhiên là ngươi và huyết long chỉ thấy duy trì, nhưng là ngươi có thể có cơ hội thay đổi thành mình phân thân. Ngươi dựa theo ta nói làm, thử một lần. Đến lúc đó có lẽ có diệu dụng. Diệp Thần hít sâu một hơi, cả người linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, bơm vào đến máu kia sương mù bên trong, dựa theo Phong Thanh Dương chỉ điểm, ngưng thần tế luyện trước. Mà đoàn huyết phụ kia, vậy bắt đầu lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng biến hình đứng lên. Mấy ngày sau, linh khí nồng nặc bên trong, hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi đối diện trước.
Nếu là có người ở chỗ này, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này hai người chàng trai tướng mạo, lại là vô cùng làm tướng tựa như. Trong đó một người, dĩ nhiên là Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần đang mặt tươi cười, nhìn ngồi ở mình đối diện một cái khác hắn. Một người khác Diệp Thần, tướng mạo thà cơ hồ là một cái khuôn in ra, chỉ là, hắn gương mặt bên trên, mơ hồ có thể thấy được đạo đạo màu máu đường vân, tựa như vảy rồng giống vậy tồn tại, mà hắn một đôi tròng mắt, cũng là phỉ thúy vậy màu sắc. Lúc này, cái này Diệp Thần, chớp động cặp mắt, có chút mê mang, lại có chút hưng phấn nhìn chung quanh hết thảy. Tên nam tử này tự nhiên chính là Diệp Thần tế luyện thân ngoại hóa thân. Hơn nữa cái này phân thân, lại vẫn có thể hóa là huyết long. Chỉ bất quá kéo dài thời gian quá ngắn. Huyết long và mình thành tựu cái này phân linh thú, mà phân linh thú hồi nào không phải thành tựu mình và huyết long. Diệp Thần đột nhiên đối với mình hóa thân mở miệng nói, bộ dáng của ngươi, có thể biến thành cùng ta như nhau sao? Vậy hóa thân nghe vậy, gật đầu một cái, lúc này, trên mặt xanh biếc đường vân, khoảnh khắc biến mất, trong mắt màu sắc, cũng thay đổi được cùng Diệp Thần vậy đen nhánh. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, loại biến hóa này, cho dù là hắn, cũng không nhìn ra sơ hở gì. Cứng rắn muốn nói, chính là hơi thở lên, loáng thoáng, có một chút dị thường thôi. Sau đó, Diệp Thần đứng dậy, giơ tay lên một cái, đem một chuôi từ bị hắn chu diệt cường giả nơi đó đoạt được thần khí cấp đừng xích kim trường kiếm, ném cho hắn hóa thân, cười nói tới, chúng ta luận bàn một chút. Vậy hóa thân nhận lấy trường kiếm ngay tức thì, chính là thần sắc như thường, theo bản năng biết như thế nào sử dụng, bày ra một cái cùng Diệp Thần thi triển kiếm pháp lúc đó, hoàn toàn giống nhau dáng điệu. Nháy mắt tức thì, kiếm mang bạo tránh, kim quang bắn ra bốn phía, nho nhỏ phòng tu hành bên trong, nổ ầm không ngừng. Bất quá, rất nhanh nổ ầm liền biến mất nghỉ ngơi đi xuống, nhưng mà, ở nổ ầm tiêu nghỉ đồng thời, từng trận thần niệm chập chờn từ trong đó tách thả ra. Nửa ngày sau, Diệp Thần rời đi linh mạch căn nguyên, khuôn mặt bên trên, tất cả đều là vẻ hài lòng. Cái này phân linh thú, quả nhiên thần kỳ, bất luận là tốc độ, lực lượng, võ, thần hồn, cùng mỗi cái phương diện, cũng có Diệp Thần xấp xỉ 30% thực lực. Chớ xem thường cái này 30%, đây chính là toàn phương vị 30% à, đó cũng không phải là một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là, chỉ cần hắn đem phân linh thú thu vào bên trong cơ thể, không ngừng uẩn dưỡng nói, theo thực lực mình tăng lên, cái này phân linh thú thực lực, vậy sẽ không ngừng cường hóa. Chính là hiện tại, giống vậy phong môn cường giả, đều không phải là cái này phân linh thú đối thủ đi. Chỉ là, cái này phân máu linh thú long trạng thái không ổn định. Huyết long tin tức cũng bất quá là thỉnh thoảng xuất hiện. Bất quá những thứ này không trọng yếu, Diệp Thần biết, mình máu tươi, đối với huyết long có tác dụng cực lớn. Hắn hiện tại có thể không cách nào tìm huyết long, nhưng là có cái này liên lạc, hắn thỏa mãn. Chí ít, hiện tại huyết long còn an toàn. Nhưng hắn rất muốn biết, đối mặt kinh khủng kia ma long, huyết long muốn làm gì? Chẳng lẽ là chinh phục? Rời đi linh mạch căn nguyên, Diệp Thần liền hướng Cát Thanh chỗ ở phòng viện trưởng đi, hắn muốn hiểu một chút liên quan tới buổi đấu giá tin tức. Như vậy cao cấp nhất buổi đấu giá. Tốt nhất, là đặc biệt đối với thái hư cảnh cường giả cởi mở buổi đấu giá. Hắn muốn luyện hóa viêm bia, nhất định phải mạnh hơn ngọn lửa. Mà đây loại ngọn lửa đơn giản nhất lấy được, chính là cao cấp buổi đấu giá. Chỉ có như vậy tầng thứ buổi đấu giá, mới có tư cách, còn như tiền. Căn bản không phải vấn đề, đừng quên, hắn còn có 100.000 chuôi hồn đồ sắt phôi. Còn không có luyện chế thành hồn khí đâu. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới Cát Thanh chỗ ở vậy tòa tháp cao bên trong. Vừa đẩy cửa ra, Diệp Thần liền thấy Cát Thanh cùng Trần Chi Phàm, ở phòng viện trưởng bên trong nói chút gì. Gặp Diệp Thần đi tới, Cát Thanh cười nói, Diệp Thần, ngươi làm sao tới, ta đang muốn tìm ngươi đây. À, Diệp Thần tới một chút hứng thú nói, thế nào? Trần Chi Phàm cười nói, Diệp Thần. Người còn không biết sao, người hiện tại đã leo lên bước lên huyền bảng. Bước lên huyền bảng, Diệp Thần có chút kinh ngạc, hắn đã từng ở Cửu U Quốc sinh nhật bữa tiệc, gặp qua bước lên huyền bảng thiên tài, đối với cái này bước lên huyền bảng, có chút biết rõ. Cát Thanh nói, tựa hồ,
là một ít liên quan tới chuyện ngươi hành động lưu truyền ra ngoài, hơn nữa, không nói khác, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, liền lên cấp đến như vậy tu hành tốc độ, vậy đủ để leo lên bước lên huyền bảng. Bất quá, người bây giờ tu vi vẫn là thấp chút, mặc dù thực lực hơn người nhưng là không có chính thức đạt tới phong môn cảnh, là bước lên bảng người bên trong, tu vi thấp nhất một người, cho nên ngươi hạng, ở bước lên huyền bảng cuối cùng một vị, thứ 100 vị. Phải không, Diệp Thần lơ đễnh, hắn đối với những thứ này hư danh, không có hứng thú. Hắn mở miệng nói, Cát viện trưởng, lần này ta đến tìm ngươi là muốn hỏi một chút xem, ngươi có hay không liên quan tới mạnh mẽ ngọn lửa tin tức, cũng hoặc là cao cấp buổi đấu giá tin tức. Tốt nhất, là đặc biệt nhằm vào thái hư cảnh cường giả buổi đấu giá. Cát Thanh cùng Trần Chi Phàm, thần sắc đột nhiên có chút quái dị đứng lên, bọn họ nhìn nhau một cái, Cát Thanh cười nói, chúng ta sở dĩ muốn tìm ngươi, có hai chuyện, một kiện là thông báo ngươi, leo lên bước lên huyền bảng chuyện. Khác một kiện liền và cái này buổi đấu giá có liên quan. Mà đây buổi đấu giá bên trong, vừa vặn có một loại nghịch thiên hiếm thấy mạnh mẽ ngọn lửa. Chỉ tiếc, ngọn lửa kia cực kỳ khó khăn chinh phục. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, thật là muốn cái gì tới cái gì. Cát Thanh nói, linh võ đại lục bên trên, cao cấp nhất cùng với thượng cổ ẩn núp một ít thế lực, đều đã nhận được tin tức, chuyện này đối với linh võ đại lục cao cấp thiên tài mà nói, quá trọng yếu. Diệp Thần, người hiện tại cảnh giới mặc dù còn chưa bước vào phong môn, nhưng tuyệt đối là cao cấp một trong thiên tài, chúng ta cái này vừa nghĩ đến ngươi. Hơn nữa chuyện này và thần quốc có chút liên quan. Thần quốc cố nhiên thế lực ngút trời, nhưng dẫu sao ở linh võ đại lục chỗ sâu nhất, hơn nữa, vậy võ giả muốn bước vào cực kỳ khó khăn. Cho nên, thần quốc ở linh võ đại lục thiết lập 10 đạo thành lớn, đây là thần quốc và linh võ đại lục lớn nhất liên lạc. Cũng là thần quốc cường giả ở linh võ đại lục nghỉ ngơi chi địa. Lần đấu giá này sẽ ở linh võ đại lục 10 thành bên trong một thành cử hành, tên là phòng đấu giá thiên thần. Mặc dù, có lời đồn đãi cái này phòng đấu giá thiên thần, ở trong thần quốc, bất quá là chín cùng cỡ nhỏ phòng đấu giá, nhưng là, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Trong thần quốc chín cùng phòng đấu giá, vậy đủ để nghiền ép linh võ đại lục cao cấp nhất phòng đấu giá liền à. Hơn nữa, còn không phải là ngươi muốn tham gia, thì có tư cách tham gia. Không phải linh võ đại lục cao cấp nhất thế lực thậm chí liền biết tư cách cũng không có. Chàng này trên buổi đấu giá, tự nhiên sẽ xuất hiện không thiếu ở linh võ đại lục cơ hồ tuyệt tích, chỉ có ở trong thần quốc mới có thể tìm được cực phẩm bảo vật, nhận được tin thế lực, đều là nóng mắt vô cùng. Nhưng là, muốn tham gia chàng này buổi đấu giá, phải thỏa mãn buổi đấu giá quyết định một ít quy củ. 1. Bị phòng đấu giá thiên thần mời thế lực hoặc là bước lên bảng người. 2. Người tham gia tu vi, phải ở thái hư cảnh trở xuống. Diệp Thần chân mày khều một cái, thái hư cảnh trở xuống. Thái hư cảnh cường giả, không phải hẳn là phòng đấu giá thiên thần chủ yếu mời đối tượng mới đúng sao? Cát Thanh cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, ngươi cảm thấy nếu đều đã thông báo cho linh võ đại lục chân chính cao cấp thế lực. Những cái kia thái hư cảnh lão gia sẽ ngồi yên sao? Phòng đấu giá thiên thần sở dĩ lập ra như vậy quy tắc, chủ yếu là bởi vì chẳng ngờ ảnh hưởng tham gia buổi đấu giá các khách nhân đấu giá. Diệp Thần nghe vậy, có chút bừng tỉnh. Trên buổi đấu giá, có lúc cũng không phải là ngươi có tiền là được, còn muốn chiếu cố được đối phương bối cảnh, quan hệ vân. Vân, mà xem linh võ đại lục thái hư cảnh cường giả, đều là mỗi cái siêu thế lực cao cấp cự đầu. Lẫn nhau bây giờ, cũng không chỉ là đại biểu bọn họ người à. Vì cố kỵ đến riêng mình mặt mũi, thế lực quan hệ giữa vân. Vân, rất có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau giữa đấu giá. Như vậy tình huống, tự nhiên không phải phòng đấu giá hy vọng nhìn thấy. Cho nên, loại chuyện này, giao cho tiểu bối đi làm là thích hợp nhất. Cát Thanh nói, lần này, chúng ta thần hỏa học viện cũng nhận được một cái tham gia buổi đấu giá số người. Lần này ta muốn cho Trần Chi Phàm đại biểu ta đi tham gia, vốn là nếu như ngươi không có leo lên bước lên huyền bảng, ta là dự định để cho ngươi thay ta đi, nhưng hiện tại nếu ngươi đã có một chỗ, như vậy, vừa vặn hai người các ngươi có thể cùng chung đi. Thằng nhóc ngươi đối với mỗi cái siêu cấp thế lực trọng yếu còn em, các thế lực lớn thực lực mạnh yếu, cũng một mực không biết, đoạn thời gian này, Trần Chi Phàm ở bên người ta, vậy coi là đối với linh võ đại lục siêu cấp thế lực, biết không thiếu.
vừa vặn có thể nhắc nhở một chút ngươi. Diệp Thần mỉm cười nói, Cát viện trưởng có lòng, không biết chàng này buổi đấu giá từ lúc nào cử hành. Diệp Thần tự nhiên kích động. Hắn cố nhiên lấy được cường đại viêm bia, nhưng là phải nghĩ biện pháp kích hoạt mới được à. Chỉ có lấy được cao cấp hơn ngọn lửa. Ngày này thần buổi đấu giá ở một tuần sau cử hành. Một tuần sau, Diệp Thần cúi đầu suy tư chốc lát, cái này thời gian, kém không nhiều đủ hắn luyện chế xong vậy 100.000 chuôi hồn đồ sắt phôi. Đến lúc đó, hắn đem sẽ một người có không thể địch nổi tài sản. Đủ buổi đấu giá, muốn vỗ xuống cường đại kia ngọn lửa dư sức có thừa. Diệp Thần mặt đầy nụ cười, không khỏi đối với ngày này thần buổi đấu giá, tràn đầy mong đợi. Hơn nữa, làm Cát Thanh nhắc tới thiên thần buổi đấu giá, sắp xuất hiện bán ra thần quốc mới có vật lúc đó, Diệp Thần chính là trong lòng động một cái. Không riêng gì ngọn lửa kia, hắn còn nghĩ tới Sở Doanh cùng Long Tâm Quả. Bên trong lòng không khỏi lửa nóng lên. Vạn nhất, thật ở nơi này trận trên buổi đấu giá gặp được Long Tâm Quả, như vậy hắn thì có thể làm cho Sở Doanh hoàn toàn khôi phục à. Có thể sớm một ngày để cho Sở Doanh rời đi rét lạnh kia quan tài băng, lần nữa ở trước mặt hắn cười vui, đối với Diệp Thần mà nói chính là nhất bảo vật chân quý. Ngay tại Diệp Thần cùng Cát Thanh đám người nói chuyện lúc đó, ở một tòa ngăn cách với đời trên hải đảo, lấy tất cả loại linh quang lóe lên Mỹ Ngọc, kiến trúc mà thành một cái nhà gác lửng bên trong, truyền ra một người nam tử tức giận gầm thét. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Lúc này, gác lửng bên trong, một người ở trần, mặt mũi anh tuấn, lại tựa hồ như bởi vì chơi bời quá độ, sắc mặt lộ vẻ được có chút tái nhợt chàng thanh niên, đang hung hãn cầm trong tay một quả đưa tin ngọc phù té được nghiền. Trong phòng tất cả loại tinh cực kỳ xinh đẹp trưng bày, đồ gỗ nội thất, cũng là phán đoán đoạn, bể bể. Nguyên bản tinh xảo dị thường phòng ngủ, lúc này lại bị hắn phá hoại được một mảnh hỗn độn. Mà một người vô cùng là nũng nịu cô gái, thì có chút sợ hãi sát súc ở góc phòng. Hướng về phía tên thanh niên kia nam tử, miễn cười gượng nói. Từ công tử, nói không chừng là có cái gì lầm, ngài trước xin bất giận, không bằng thiếp thật tốt hầu hạ ngài như thế nào. Vậy được gọi là từ công tử chàng thanh niên, xuất thân từ Bắc Hải Từ gia, là linh võ đại lục trên thượng cổ ẩn núp một trong những thế lực. Hơn nữa, cùng hình tử đường xuất thân mười hoang hình gia, cùng với cơ huyền xuất thân thiên linh tông không cùng. Bắc Hải Từ gia ở thế lực cao cấp bên trong, cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Từ gia cũng bị gọi là linh võ 10 lớn một trong những gia tộc. Hình tử đường và cơ huyền sở dĩ còn muốn gia nhập thần hỏa học viện, chính là bởi vì mặc dù hình gia và thiên linh tông vậy có thái hư cảnh cường giả, nhưng hình gia thái thượng lão tổ, cùng thiên linh tông thái thượng trưởng lão, đều là tuổi tác đã cao, thực lực đã bắt đầu dần dần giảm xuống thái hư cường giả. Cho nên, hình gia và thiên linh tông tài nguyên, không hề coi là quá phong phú. Mà từ gia, ở gần 10.000 năm qua, chính là như mặt trời ban trưa. Còn có không thiếu hậu bối bước vào thần quốc. Ở linh võ đại lục lên, bọn họ ước chừng có 3 tên thái hư cường giả. Hơn nữa trong đó 2 người, cũng còn chưa vượt qua vạn tuế. Đối với cái cảnh giới này tồn tại mà nói, tương đương với đang lúc tráng niên. Xem từ gia con em dòng chính. Thậm chí đều không thèm tại gia nhập 4 đại học viện. Bởi vì, những học viện kia cho dù tập hợp toàn quốc phần lớn tài nguyên, cũng không bằng bọn họ từ gia. Mà người thanh niên này, gọi là Từ Thắng. Là từ gia thái thượng từ nghệ thân tôn tử, mà từ nghệ liền là từ gia cường đại nhất 3 tên thái hư một trong cường giả. Hơn nữa, Từ Thắng cũng là một người vô cùng là yêu nghiệt thiên tài võ đạo, năm nay bất quá 25 tuổi, đã là phong môn tồn tại. Cái này còn là bởi vì là hắn khá hơi trầm xuống mê nữ sắc, làm trễ nãi tu hành đưa đến. Nếu không, tu hành của hắn, đem càng kinh khủng hơn. Cho nên, Từ Thắng ở nơi này từ ra bên trong, cũng là vô cùng là được cưng chiều. Mà Từ Thắng năm gần đây, ở từ ra địa vị, lại là nước lên thuyền lên, bởi vì Từ Thắng tên chữ, leo lên linh võ bước lên huyền bảng. Mặc dù, chỉ là thứ 100 tên. Nhưng điều này cũng làm cho hắn trở thành toàn bộ từ gia kiêu ngạo. Từ Thắng vậy vì vậy, vô cùng là đắc ý tự phụ. Hắn nhận vì mình sở dĩ xếp hạng thứ 100 tên, bất quá là bởi vì đam tại hưởng lạc thôi, nếu là thật so thiên phú, thậm chí so hắn cao hơn 10 tên thiên tài,
cũng chưa chắc có thể so với mình. Nhưng mà ngay vừa mới rồi, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tự phụ, toàn bộ tan vỡ. Hắn bị người nặn ra linh võ bước lên huyền bảng. Nếu như ngươi lên liền linh võ bước lên huyền bảng, cho dù chỉ là thứ 100 tên, ngươi đồng dạng là toàn bộ đại lục nhất đứng đầu nhất vậy một sóng thiên tài. Nhưng mà, một khi ra linh võ bước lên huyền bảng, như vậy, hết thảy quang vinh, liền cũng không tồn tại nữa. Đối với bọn họ cái này cấp bậc, cái vòng này mà nói, có thể nói là mẫn nhiên mọi người vậy. Nguyên bản từ thắng cho dù ở những cái kia linh võ đại lục cao cấp nhà giàu có trong vòng, cũng là bị mọi người lấy lòng, cuồng nhiệt theo đuổi nhân vật quan trọng à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn hết thảy ánh sáng, cũng mất đi. Cái này làm cho đã thành thói quen liền trở thành trong đám người lòng từ thắng, như thế nào tiếp chịu được. Nhất làm hắn tức giận, điên cuồng phải, đem hắn vắt hạ bước lên huyền bảng người, lại, vẫn là một cái tinh khiếu cảnh phế vật. Hay là đến từ thần hỏa học viện như vậy, ở bốn đại học viện bên trong đều là thuộc về tồn tại lót đáy. Chỉ bằng phế vật như vậy, cũng xứng thay thế hắn vị trí. Hắn không phục, không cam lòng, hận ý ngút trời. Hắn từ thắng mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Cái này cái gì gọi là diệp thần người, nên bị hắn dẫm ở dưới chân mới đúng a. Lúc này, nghe được tên kia đàn bà kiều mị mà nói, từ thắng mặt không thay đổi nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt nói, tới đây. Đàn bà kiều mị nghe vậy, mắt đẹp bên trong thoáng qua một chút mị sắc, một bên tháo ra trên mình gần như trong suốt quần lụa mỏng, một bên thướt tha đi tới từ thắng bên người. Ngay tại nàng chuẩn bị ôm từ thắng lúc đó, từ thắng nhưng chợt nâng lên tay, hung hãn rút được người phụ nữ kia trên mặt. Lách cách một tiếng, phụ nữ kia liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị tát bay trên đất, núng nịu gương mặt bị tát được sưng lên thật cao, miệng đầy máu tươi, liền răng đều bị đánh rớt mấy viên. Từ thắng lạnh lùng mắt nhìn xuống sợ hãi co lại thành một đoàn cô gái xinh đẹp nói tính sai. Người như vậy đồ đê tiện lấy vì mình rất hiểu bước lên huyền bảng. Bước lên huyền bảng là như vậy dễ dàng làm lỗi sao? Cô gái biết, từ thắng đánh nàng cũng không phải là bởi vì nàng lời mới vừa nói, từ thắng sở dĩ đánh nàng, chẳng qua là vì phát tiết thôi, nhưng là cùng tất cả nhìn như ưu nhã, phong độ nhanh nhẹn thượng lưu tôn quý nam tử như nhau, từ thắng cho dù muốn phát tiết, cũng phải tìm cái lý do, để cho hắn phát tiết nhìn như hơn nữa hợp lý, hơn nữa chuyện đương nhiên. Như vậy hành vi, dĩ nhiên là dối trá vô cùng. Thậm chí làm người ta buồn nôn, nhưng là, cô gái cũng không dám chút nào câu oán hận. Bắc Hải Từ gia, không phải nàng có thể chọc nổi tồn tại. Nói khó nghe, nàng bất quá là Từ thắng đồ chơi, Từ thắng vui vẻ, tung ít tiền cho nàng, mang nàng tiếp xúc tất cả loại nhân vật nổi tiếng, hưởng thụ những cô gái khác ánh mắt hâm mộ, có thể Từ thắng không vui, coi như giết nàng cũng không có ai gặp qua hỏi cái gì. Đàn bà kiều mị co do, dùng sức co do. Tựa như đã hèn mọn được hóa thành bụi bặm, dung nhập vào dưới mặt đất. Liền chính nàng, vậy cảm thấy mình thật sự là quá hèn mọn, thật không có có tôn nghiêm. Nhưng nếu là từ thắng bây giờ gọi nàng cút, kêu nàng không muốn xuất hiện lại ở trước mặt mình, nàng nguyện ý không? Nàng không chỉ có không muốn, còn sẽ ôm từ thắng bắp đùi, cầu hắn tha thứ mình. Cầu hắn không muốn đuổi mình đi, cho dù nàng cái gì cũng không làm sai. Cho dù nàng ở từ thắng trước mặt, vĩnh viễn là hèn mọn. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là có để cho vô số cô gái cũng không có so hâm mộ sinh hoạt, có vốn là không nên thuộc về nàng địa vị, có tiến vào trước không thể nào tiếp xúc được thượng lưu vòng tư cách, không phải sao? Muốn cho nàng buông tha những thứ này, nàng tình nguyện chết. Tình nguyện hèn mọn chết. Từ thắng lạnh lùng nhìn trên đất đàn bà kiều mị, khóe miệng nâng lên một chút cười nhạt. Cô gái này tên là Tống Nhu, xuất thân vô cùng là phổ thông, bất quá là một cái một cùng tông môn Bạch Nguyên Tông tông chủ con gái thôi, ở giống vậy tu võ người trong mắt, Tống Nhu bối cảnh, cũng coi là đặc biệt xuất sắc, thậm chí, đều là người bình thường trong mắt thiên chi kiêu nữ. Nhưng đối với Từ Thắng mà nói, một cùng tông môn tông chủ con gái, và sơ đẳng người cũng không có quá lớn khác biệt chứ. Hắn nhận vì mình là bước lên huyền bảng thiên tài. Bên cạnh mình người phụ nữ chỉ ít cũng phải là thế lực cao cấp dòng tránh cô gái mới xứng đôi chứ. Mà từ thắng sở dĩ, để cho Tống Nhu ở lại bên người mình, nguyên nhân rất đơn giản. Chính là bởi vì người phụ nữ này, rất nghe lời.
Hơn nữa Tống Nhu dung mạo, cũng coi là cực phẩm. Có thể nói là một cái tương đối khá đồ chơi. Có một cái như vậy đồ chơi, cung cấp mình tùy thời mua vui, không phải vậy tốt vô cùng sao? Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, Từ Thắng đối với Tống Nhu còn không có cảm thấy chán nản dưới tình huống. Đột nhiên bây giờ, Từ Thắng khóe miệng dương lên, nhìn chằm chằm Tống Nhu trong mắt, hơi tỏa sáng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì có ý nghĩa sự việc. Đột nhiên, hắn hơi có vẻ gương mặt tái nhợt lên, hiện ra một chút nụ cười ôn hòa, cúi người đem Tống Nhu đỡ lên. Mà Tống Nhu, chính là có chút hoảng sợ cúi đầu, không dám xem hắn. Từ Thắng nâng lên Tống Nhu cầm, nhìn Tống Nhu cao ngất gương mặt, trong mắt bên trong, mơ hồ lóe lên một chút vẻ đau lòng, ôn thanh nói. Xin lỗi, Tiểu Nhu, ta mới vừa rồi ra tay quá nặng. Vừa nói, hắn tiện tay lấy ra một quả đan dược cực phẩm, bóp vỡ, lau ở Tống Nhu mặt sưng bên trên, động tác nhẹ nhàng, tựa hồ rất sợ làm đau Tống Nhu. Một quả thánh dược, đối với Từ Thắng mà nói, giống như tiện tay nhặt được thảo dược vậy, dùng chút nào không đau lòng. Tống Nhu trong chốc lát, cũng có chút ngây ngẩn, mặc dù nàng một mực không muốn buông tha cái này loại hư vinh sinh hoạt, nhưng nàng có thể kiên trì đến hiện tại. Một mặt, cũng là bởi vì là Từ Thắng thường xuyên sẽ cho nàng một loại ảo giác, để cho nàng cảm giác được mình có lẽ thật sự có cơ hội, trở thành Từ Thắng người phụ nữ, Từ Thắng thê tử. Để cho nàng cảm thấy, Từ Thắng là thật yêu mình. Bất quá, nàng vẫn là cẩn thận nói, không, là ta lắm mồm, không nên tùy tiện ở trước mặt công tử, đàm luận chuyện mình không biết tình. Tống Nhu mặt đẹp, ở thánh dược dưới tác dụng, rất nhanh liền biến mất sưng, liền bị đánh rơi răng, đều dài hơn trở về, lần nữa khôi phục vậy nũng nịu hình dáng. Nhìn Tống Nhu xinh đẹp quyến rũ gương mặt, Từ Thắng hài lòng cười một tiếng, đột nhiên nói. Bỏ mặc nói thế nào, là ta không tốt, để cho ngươi chịu ủy khuất, nhưng là ngươi biết người đàn ông có lúc nóng nảy chỉ như vậy, ta thật ra thì, là đặc biệt quý trọng ngươi, có đúng hay không? Tống Nhu bả vai khẽ run một chút, gật đầu nói, đúng, Nhu nhì biết. Từ Thắng cười híp mắt tiếp tục nói, ừ, sau đó ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi, ngươi trước không phải luôn muốn tham gia Linh Vũ gia tộc dòng tránh cử hành tiệc rượu sao? Lần sau ta mang ngươi đi có được hay không? Tống Nhu nghe vậy, không khỏi mắt đẹp sáng lên. Nàng hưng phấn gật đầu một cái nói, đa tạ Từ công tử. Linh võ gia tộc cao cấp tiệc rượu, đó là chân chánh linh võ cao cấp nhất nhà giàu có người tuổi trẻ giữa tụ họp liền à. Chỉ là có thể tham dự trong đó, Tống Nhu thì có một loại vô cùng vinh dự cảm giác, tựa như mình thân phận cũng theo đó bị nâng cao vô số lần. Từ Thắng nụ cười, càng đậm. Bất quá ở trước đó. Nhu nhi trước phải giúp ta làm một chuyện, được không? Từ công tử có gì phân phó, mời mở miệng chính là, Nhu nhi làm sao dám không nghe từ lời của công tử đâu. Tống Nhu lúc nói chuyện, mắt đẹp chớp động, mang theo vẻ nũng nịu. Từ Thắng vui vẻ cười to nói, được, không hổ là ta thích Nhu nhi, ta trước đã nói với người đi, một tuần lễ sau, ở đảo Phi Lôi đem cử hành một tràng buổi đấu giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.